Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 110. Dương Diệp nhìn là nữ tử tố tâm hồi lâu, được ra cái kết luận này. Đối phương hoàn toàn không giống như giả, bởi vì hắn thấy được trong mắt nữ tử chứa đựng nước mắt. Đã không phải giả, cái kia khẳng định là bị bệnh. Cái này với hắn mà nói, xem như một chuyện tốt, bởi vì bây giờ đối phương không có ý tứ xuất thủ với hắn. Chỉ cần đối phương không ra tay, vậy hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Là trốn. Nữ nhân trước mắt này là cường giả âm dương cảnh, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại, cái này đã vượt qua cảnh giới của hắn nhiều lắm. Vượt cấp khiêu chiến, cũng là có hạn độ, hắn còn chưa tới tình trạng cảnh giới nào cũng có thể đánh. Đạt tới thần giả, có lẽ có thể cùng đối phương tranh tài một trận, nhưng hiện tại, căn bản không được. Dương Diệp rất rõ ràng thực lực của mình, đối mặt nữ nhân này, chỉ có thể lựa chọn trốn. Bất quá lúc này hắn không dám chạy, nữ nhân này một mực nắm lấy hắn, vạn nhất hắn chạy trốn, kích thích nữ nhân này, lại để cho nữ nhân này biến thành bộ dáng trước kia, vậy thì không may rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp bị nữ tử kéo vào nhà tranh từ bên ngoài thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng nội bộ lại không đơn sơ, trái lại trang trí xa hoa, nên có đều có. Nữ tử kéo Dương Diệp đi tới bên giường, sau đó hai tay nàng vuốt ve Dương Diệp, đầu tựa ở trên bờ vai hắn nói khẽ. Phu quân, vì sao ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại? Ngươi có phải quên tố tâm hay không? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn cảm giác bả vai mình mát lạnh, hắn lờ quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, nàng kia đã rơi lệ. Dương Diệp đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, nói giỡn, nữ nhân này cũng không phải nữ nhân của hắn, hơn nữa, đối phương khóc cũng không phải khóc vì hắn. Hiện tại hắn nghĩ chính là làm sao chuồn mất. Hắn cũng không quên bây giờ mình ở địa phương nào, ở đây là cấm địa hung vực. Phải chuồn ngay. Dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này. Cũng may gặp được nữ nhân không bình thường, nếu như gặp cường giả âm dương cảnh khác, hắn khẳng định đã xong đời. Cường giả âm dương cảnh. Dùng thực lực trước mắt của cùng kỳ khẳng định không thể chống lại đối phương. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa rồi không? Vừa rồi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vừa rồi không phải ta một mực đang đợi phu quân sao? Không nhớ rõ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, hiện tại hắn đã có thể xác định, nữ nhân này thật sự có bệnh. Lúc này, nữ tử chôn đầu ở trên vai hắn, nói khẽ. Phu quân, vì cái gì ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại? Ngươi có biết, tố tâm một người ở chỗ này, thật rất cô đơn hay không? Vì cái gì ngươi không đi ra ngoài? Dương Diệp hỏi. Tố tâm lắc đầu. Không thể đi ra, không thể đi ra. Vì cái gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Tố tâm lắc đầu. Bởi vì đi ra ngoài sẽ chết, phu quân, về sau ngươi cũng đừng đi ra rồi. Ta, chúng ta ở chỗ này an an ổn ổn qua hết quãng đời còn lại, được không? Đi ra ngoài sẽ chết. Dương Diệp nhíu mày. Người nơi này, có thể đạt tới âm dương cảnh, ví dụ như nữ nhân này, thực lực của nàng khủng bố như thế, nhưng nàng không dám đi ra ngoài, nói cách khác, chỗ này khẳng định có cấm chế gì đối với các nàng. Như vậy vấn đề đến rồi. Đến tột cùng là ai, có thực lực cường đại như vậy, có thể vây khốn những cường giả đạt tới âm dương cảnh này. Hung vực này, càng thần bí rồi. Đương nhiên, hắn không có tâm tình đi nghĩ những chuyện này. Hiện tại hắn muốn chính là làm sao thoát đi địa phương quỷ quái này, sau đó đi u ám xâm lâm. Mà muốn chạy trốn khỏi địa phương quỷ quái này, đầu tiên phải trước thoát khỏi nữ nhân bên cạnh đã. Mà nữ nhân này, gắt gao vuốt ve cánh tay của hắn, sợ hắn đi ra. Hắn đương nhiên có thể giãy giụa, nhưng vạn nhất kích thích nữ nhân này khôi phục bộ dáng trước kia. Không may, cực kỳ không may. Dương Diệp cười khổ, đã nói không qua Hoàng Tuyền Hà. Nhưng không nghĩ tới, trời đưa đất đẩy làm sao lại đi tới địa phương quỷ quái này. Hiện tại tốt rồi, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó a. Đúng lúc này, trên bờ vai Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng hít thở yếu ớt, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện nữ nhân này vậy mà dựa vào bờ vai của hắn ngủ. Đi ngủ. Dương Diệp nao nao, lập tức vui vẻ, bởi vì cái này với hắn mà nói là một cơ hội tốt. Hắn nói cơ hội, tự nhiên là trốn. Đánh chết đối phương. Không thực tế, một chút cũng không thực tế. Đến cấp bậc như nữ nhân này,
đối với nguy hiểm nhất định là cực kỳ linh mẫn, chỉ cần hắn dám lộ ra sát ý, nhất định kinh động đến đối phương. Cho nên hắn lựa chọn trốn. Tay phải Dương Diệp đặt ở trên tay Tố Tâm, đang chuẩn bị nhẹ nhàng lấy ra, Tố Tâm đột nhiên mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu lộ lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng. Biểu lộ của Dương Diệp thì cứng lại. Nếu như ta nói, là ngươi ôm ta, ngươi tin không? Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ở trước khi ngươi động thủ, có thể để cho ta hỏi hai vấn đề hay không? Chỉ hai vấn đề. Cũng không đợi nữ tử có đáp ứng hay không, Dương Diệp lại nói. Thứ nhất, chính ngươi ngẫm lại, ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa rồi không? Thứ hai, thực lực ngươi mạnh như vậy, viễn siêu ta không biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, ta có năng lực chiếm tiện nghi của ngươi. Sao? Nữ tử nhíu mày, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao mình lại như vậy ư? Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Là nàng. Dương Diệp nheo mắt. Ngươi biết rõ. Có muốn sống không? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử buông lỏng Dương Diệp ra, chậm rãi đến giữa phòng, hai tay nàng chắp phía sau, mắt nhìn phía trước, hồi lâu, nàng chậm rãi nói. Ta vẫn cho rằng nàng biến mất, nhưng không nghĩ tới, chấp niệm của nàng sâu như thế, đến bây giờ cũng không biến mất, hơn nữa còn chiếm ý thức chủ đạo của ta. Giúp ta một việc, ta không giết ngươi. Nàng là ai? Dương Diệp hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nữ tử lạnh như băng nói. Ngươi muốn ta giúp khẳng định có quan hệ với nàng a? Đã có quan hệ với nàng, ngươi không nên nói cho ta biết chuyện của nàng sao? Dương Diệp nói. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nàng vốn là một đám u hồn phiêu đãng ở giới này, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong cơ thể ta, ta vốn tưởng rằng có thể hấp thu nàng, nhưng chấp niệm của nàng quá sâu, bởi vì chấp niệm quá sâu, dục vọng muốn sống của nàng cực kỳ mạnh, bởi vậy, nàng một mực tồn tại ở trong cơ thể ta. Hơn nữa trong lúc bất chi bất giác cướp lấy quyền khống chế thân thể của ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp. Rất thức thời. Dương Diệp nhếch miệng, có thể không thức thời sao? Đối phương muốn hắn hỗ trợ, kỳ thật thời điểm đối phương nói muốn hắn hỗ trợ, là hắn biết, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Không có biện pháp, ai kêu hắn đánh không lại đối phương? Nữ tử nói. Chấp niệm của nàng quá sâu, nếu như ta cường hành xóa đi nàng, nàng nhất định liều chết phản kháng, khi đó cho dù ta thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Hơn nữa, ta không muốn dùng sức mạnh với nàng, cho nên ta cần ngươi giúp ta hóa giải chấp niệm của nàng không còn, sẽ biến mất, tiến nhập luân hồi. Cái này đối với nàng mà nói, là kết quả tốt nhất. Tại đây không phải không thể tiến vào luân hồi ư? Dương Diệp hỏi. Dương Diệp hỏi. Đó là bên ngoài, ở đây có thể. Nữ tử nói. Ở đây, ngoại trừ không thể đi ra bên ngoài, thì không có hạn chế gì. Còn lại ngươi cũng đừng hỏi, đồ đạc ngươi không nên biết, nếu biết, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt, ta cũng không có lòng dạ thanh thản giải thích cho ngươi. Ngươi cần chính là, giúp ta hóa giải chấp niệm của nàng, để cho nàng tiến nhập luân hồi. Dương Diệp nhún vai, thời điểm này, hắn cũng không muốn biết về sự tình hung vực, mình cũng sắp khó bảo toàn. Đâu còn có tâm tư đi quản hung vực. Dương Diệp nói. Làm sao hóa giải chấp niệm của nàng? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sở dĩ nàng có chấp niệm, là vì năm đó phu quân nàng một đi không trở lại. Năm đó phu quân nàng muốn cường hành ly khai nơi đây, bởi vậy lọt vào cắn trả. Cuối cùng phu quân nàng thần hồn câu diệt, mà nàng bởi vì phu quân vẫn lạc, sinh không thể luyến. Cuối cùng lựa chọn tương bồi, nhưng không biết nguyên nhân gì, hồn phách của nàng lại vẫn tồn tại. Tuy hồn phách vẫn còn tồn tại, nhưng người đã biến thành không bình thường. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người giả mạo phu quân nàng, sau đó để cho nàng nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình, sau khi nàng nhận rõ sự thật, chấp niệm của nàng sẽ biến mất. Giả mạo phu quân của nàng. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta nói giỡn với ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói. Hiện tại nàng cho rằng ngươi là phu quân của nàng, đây chính là thời điểm tốt nhất, để cho nàng giải thoát,
cũng để cho ta giải thoát, cũng cho chính ngươi giải thoát. Cho nên, ngươi không có lựa chọn khác, minh bạch chưa? Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói để cho ta giả mạo phu quân nàng, nhưng ta muốn nói, sau đó thì sao? Ta giả mạo phu quân nàng, làm sao để cho nàng nhận rõ sự thật, làm sao để cho nàng buông tha chấp niệm? Không biết. Nữ tử lạnh nhạt nói. Không biết. Dương Diệp sửng sốt. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Nữ tử nói. Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, đừng chiếm tiện nghi thân thể này, thân thể là của ta, không phải là của nàng, minh bạch chưa? Nàng muốn chiếm tiện nghi của ta thì làm sao bây giờ? Dương Diệp nói. Ta mặc kệ. Nữ tử nói. Dù sao, nếu để cho ta biết ngươi chiếm tiện nghi thân thể của ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua hạ thể, sau đó đưa tay ra, mạnh mẽ nắm chặt. Ta bóp nát cái đồ chơi kia của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức cảm giác hạ thể mát lạnh, nữ nhân này thật bạo lực. Lúc này, nữ tử quay người nhìn về phía ngoài cửa nói. Để cho nàng buông chấp niệm, ta có thể không giết người. Vậy có thể đưa ta đi ra ngoài hay không? Tốt nhất là trực tiếp đưa ta, đến u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói. Đi ra ngoài. Nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng mang theo vẻ mỉa mai. Ngươi vào đây, còn muốn đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Tiến vào thì không thể đi ra ngoài rồi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Dọa ngươi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nơi đây tự thành không gian, chỉ có thể vào, không thể ra. Bất luận kẻ nào tiến vào, tràng cảnh đều biến ảo, ngươi bây giờ còn có thể tìm được đường trở về, ta coi như ngươi lợi hại. Tràng cảnh biến ảo. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Tiêu Giao Tử, hắn không phải đi vào, sau đó lại đi ra ngoài ư. Nữ tử nhíu mày. Tiêu Giao Tử, ngươi nhận thức người nọ. Nói đến đây, nàng nhíu mày. Không đúng, trên người của ngươi có một tia khí tức của hắn, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không đúng, lúc hắn đến, là thật lâu trước kia, khi đó ngươi còn chưa ra đời, ngươi hẳn là hậu nhân của hắn, hoặc đạt được hắn chỉ điểm. Khuôn mặt Dương Diệp hơi co giật, vốn hắn còn muốn ôm đùi Tiêu Giao Tử, nhưng nữ nhân này trực tiếp xem thấu hắn cùng đối phương căn bản không có quan hệ gì quá sâu. Đùi không cách nào ôm. Lúc này, nữ tử lại nói. Hắn đương nhiên có thể đi ra ngoài, dùng thực lực của hắn, ai ngăn được hắn? Ai lại dám ngăn hắn? Thế nhưng ngươi yếu như vậy, ai không dám ngăn ngươi? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Cho ta 3 năm thời gian, loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Dương Diệp nhìn nữ tử, cực kỳ chân thành nói. Nữ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng nhíu mày, đánh giá Dương Diệp, trầm mặc. Giờ phút này, nàng mới nhớ tới, nam tử trước mắt này mới hư giả cảnh. Hư giả cảnh. Ở trong mắt nàng, tuyệt đối là thuộc về con sâu cái kiến, loại huyền giả cấp bậc này, đừng nói giao thủ với nàng, một ánh mắt của nàng cũng có thể chừng chết đối phương. Nhưng nam tử trước mắt này lại ngạnh kháng nàng vài kích. Trầm mặc một hồi lâu, nữ tử nói. Thiên phú kiếm đạo của ngươi không kém người nọ, nếu như ngươi muộn mấy năm tới đây, ngươi sẽ giống như hắn, ở đây không ai có thể làm bị thương ngươi, càng không người nào dám ngăn ngươi. Nhưng ngươi lại ở thời điểm mình yếu đi tới, trách ai? Dương Diệp đắng chát cười cười. Ngươi cho rằng ta muốn, ta không phải lạc đường mới đi đến nơi đây sao? Thật sự ta đã có chút hối hận. Mỹ nữ, ngươi mạnh như vậy, ngươi đưa ta ra ngoài, về sau chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta lại tới cứu ngươi, được không? Nếu ta có năng lực đưa ngươi ra ngoài, ta còn cần ngươi tới cứu. Nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Diệp. Theo ta biết, từ trước đến nay, chỉ có 2 người từ bên ngoài sau khi đi vào, còn có thể đi ra ngoài. Còn lại, vào đều chết hết. 2 người. Dương Diệp nhíu mày. Phải hay một trung niên hay không? Trung niên này, dĩ nhiên là trung niên cho hắn lòng ấn. Trung niên. Nữ tử lắc đầu. Không phải, người kia, sau khi đi vào, cũng không có như Tiêu Giao Tử đi ra ngoài, đối phương một mực ở lại chỗ này. Bất quá người. Yêu thú còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao ở nơi này đều biết, đối phương có thực lực có thể đi ra ngoài. Không phải trung niên kia. Dương Diệp nhíu mày,
Nguyên bản hắn cho rằng trung niên kia đi vào đây, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên không có đi vào. Bất quá cái này cũng bình thường, tuy thực lực của trung niên rất mạnh, nhưng so với Tiêu Giao Tử, khả năng còn có chênh lệch rất lớn, hơn nữa thực lực của đối phương, chỉ sợ sẽ không vượt qua cô gái này. Bởi vì nếu như đối phương là cường giả luân hồi cảnh, đi vào nơi này, dù ra không được, nhưng khẳng định sẽ không chết. Lúc này, nữ tử nói. Ngươi có thể đi ra ngoài hay không, ta không quan tâm, ta chỉ muốn nói, thay ta hóa giải chấp niệm của nàng, sau đó ngươi ly khai, về phần đi nơi nào, là chuyện của ngươi. Đây chính là giao dịch giữa chúng ta, minh bạch chưa? Nếu như hóa giải không được thì sao? Dương Diệp hỏi. Thẳng đến hóa giải mới thôi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Hiện tại nàng coi ngươi trở thành phu quân của nàng, chỉ có ngươi có khả năng hóa giải chấp niệm của nàng nhất. Còn một điều, ta phải nhắc nhở ngươi, nàng coi ngươi là phu quân của nàng, cho nên nàng sẽ không có bất kỳ phòng bị với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn thừa cơ hội này giết ta, vậy ngươi tốt nhất là đừng nghĩ. Bởi vì gặp được nguy hiểm, nàng sẽ theo bản năng che giấu, sau đó đổi thành ta đến chủ đạo thân thể, minh bạch chưa? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, quả nhiên như hắn dự liệu, muốn ở thời điểm đối phương biến thành tố tâm động thủ, biện pháp này căn bản không được, vừa rồi hắn làm như vậy, đoán chừng đã xong đời. Còn nữa, lúc này, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp nói. Đừng đánh chủ ý thân thể này, nàng không có phòng bị với ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, thân thể này là của ta, không phải của nàng, cho nên ngươi phải rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút sợ Dương Diệp thừa cơ ăn nàng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử nhíu mày, sau đó thần sắc nàng biến ảo, rất nhanh, trên mặt nàng lạnh như băng lại đổi thành mặt mũi tràn đầy nhu tình. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, không phát sinh chút gì, nhưng sợ hai cái vẫn có thể a. Sợ hai cái? Sợ ở đâu đây? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nàng, không ngừng đánh giá, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở một vị trí. Phu quân, thân thể của nữ tử bị tố tâm chủ đạo, nàng trông thấy Dương Diệp, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Thật mịn, thật mềm. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Nhưng Dương Diệp lại không có tâm tư đi chiếm tiện nghi của đối phương, nữ nhân này cho rằng hắn là phu quân của mình, bởi vậy mới có thể yêu thương nhung nhớ, hắn không muốn đi khinh nhờn phần cảm tình này của đối phương. Hơn nữa, một nữ nhân, có thể vì một nam nhân tự tử, là đáng giá kính nể. Nghĩ đến đây, Dương Diệp buông lỏng nữ tử ra. Phu quân, nữ tử nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Phu quân của ngươi, hắn đã chết. Hắn quyết định trực tiếp một chút, bằng không thì, hắn cả Ngô giả làm phu quân của đối phương, sẽ chỉ làm đối phương hãm càng sâu, phần chấp niệm kia lại càng khó có thể buông. Đau dài không bằng đau ngắn, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp. Phu quân, ngươi, nữ tử kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải hảo hảo đấy sao? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt nữ tử, hắn cứ như vậy nhìn nữ tử. Ngươi xem thật kỹ, ta thật là phu quân của ngươi sao? Nữ tử kéo tay Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Phu quân, ngươi cũng đừng dọa tố tâm, ngươi là phu quân của ta à? Dương Diệp nhíu mày, hắn dám khẳng định. Bộ dáng của hắn lúc ở trong mắt đối phương, là bộ dáng phu quân chết đi kia của đối phương. Sau khi một người bi thống quá độ, có khả năng sẽ xuất hiện một loại tình huống, cái kia chính là tạo ra một thế giới tưởng tượng của mình, ở trong thế giới tưởng tượng này, không có thống khổ. Tựa như lúc này, ở trong thế giới của nữ nhân kia, phu quân của nàng không có vẫn lạc. Phải làm sao kéo đối phương từ trong thế giới tưởng tượng ra, đây là Dương Diệp cần làm. Trầm mặc hồi lâu. Sát ý cùng kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, hắn nhìn tố tâm. Phu quân ngươi lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý rồi sao? Phu quân, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý? Tố tâm có chút ngơ ngác hỏi. Bệnh nguy kịch à? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ, biện pháp bình thường nhất định là không thể thực hiện được. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên giữ chặt tay tố tâm. Chúng ta đi ngủ. Nói xong. Hắn trực tiếp kéo tố tâm đi đến bên giường. Đi ngủ. Nghe được hai chữ này, sắc mặt tố tâm đỏ lên, trong mắt mang theo xấu hổ. Rất nhanh,
Nàng bị Dương Diệp dẫn tới bên giường, Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp nắm bờ eo của nàng, sau đó nói. Chúng ta đi ngủ. Phu quân. Tố Tâm tiếng như muỗi kêu, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói ra lời. Dương Diệp nhìn Tố Tâm, sau đó hai tay bắt đầu cởi áo nới dây lưng, lúc đầu Tố Tâm nhăn nhó thoáng một phát, nhưng rất nhanh, nàng không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp thay nàng cởi áo. Dương Diệp cũng không có nói đùa, thật sự cởi ra, rất nhanh, thân thể Tố Tâm chỉ còn lại có một áo lót. Sắc mặt Tố Tâm càng thêm đỏ lên, như dáng chiều. Nhưng cái này lại để cho nàng càng thêm mê người. Lúc này Tố Tâm chiếm cứ thân thể, giống như mật đào vừa thành thục, toàn thân phát ra khí tức mê người, để cho người hận không thể hung hăng chiếm hữu nàng, nuốt nàng vào. Cũng may, Dương Diệp không có thất thố. Tuy hắn không phải chính nhân quân tử gì, nhưng hắn không phải loại người bị nửa người dưới khống chế. Hơn nữa hắn là kiếm tu, kiếm tâm thông minh, nếu hắn không nguyện ý, nữ nhân lại đẹp ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không động tâm. Đương nhiên, hắn cũng là nam nhân, nhìn thấy đồ vật xinh đẹp, xem nhiều là bình thường. Sau khi nhìn vài lần, Dương Diệp ngăn chặn tâm thần, sau đó tay phải đặt ở trên bờ vai Tố Tâm, sau đó hắn chậm rãi hôn tới bờ môi, Tố Tâm thì hai mắt chậm rãi đóng lại, một bộ mặc quân nhấm nháp. Ngay thời điểm bờ môi Dương Diệp muốn đụng vào môi Tố Tâm đột nhiên mở mắt, Dương Diệp thì ngừng lại, Tố Tâm không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, một lát sau, nàng đột nhiên giãy giụa. Sau đó quay người. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hắn biết rõ, biện pháp này của mình hữu hiệu rồi. Nữ nhân này đối với phu quân của nàng dùng tình rất sâu, theo nàng tự tử có thể nhìn ra, có thể nói, trong lòng nàng, tuyệt đối chỉ biết có phu quân nàng. Thay lời khác mà nói, nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội phu quân. Vừa rồi hắn làm như vậy, mục đích là muốn nhìn một chút, đối phương còn có. Hay cứu được hay không? Hiển nhiên, còn cứu được. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ bản năng, hay còn có chút thanh tỉnh, tóm lại, từ đối phương cự tuyệt hắn có thể thấy được, đối phương đối với hắn là có bài xích. Lúc này, Dương Diệp nói. Ta không phải phu quân của ngươi. Ngươi là phu quân. Lúc này Tố Tâm đột nhiên quay người nhìn hắn. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi đã nói phải, vậy chúng ta đi ngủ. Nói xong, hắn nắm áo lót của đối phương, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo, đối phương sẽ không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm góc áo lót, Dương Diệp nhìn Tố Tâm nói. Thật như vậy sao? Tố Tâm nhìn hắn, không nói gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay có chút dùng sức, mà đúng lúc này, tay Tố Tâm đột nhiên đè xuống tay của hắn, sau đó nàng quay người, thân hình khẽ động, xuất hiện ở giữa phòng, mà lúc này, trên người nàng đã mặc quần áo. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn chậm rãi nói. Phu quân, hôm nay Tố Tâm bất tiện, ngày khác sẽ phục thị ngươi, được không? Dương Diệp cười cười, sau đó đi tới trước mặt Tố Tâm nói. Tố Tâm cô nương, người cần gì phải lừa mình dối người? Người kháng cự ta, chính người hỏi mình một chút, người có phải kháng cự ta hay không? Tố Tâm trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Tố Tâm không có kháng cự phu quân. Không có kháng cự. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn trực tiếp ôm eo nàng, thân thể nàng cứng đờ, Dương Diệp lại nói thẳng. Đã không kháng cự, chúng ta liền làm sự tình giữa phu thê a. Nói xong, hắn trực tiếp hôn Tố Tâm. Nhưng Dương Diệp lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thật sự hôn lên môi đối phương, lúc này đây, Tố Tâm không có phản kháng. Tại sao không có phản kháng? Dương Diệp nhìn về phía Tố Tâm, mà đúng lúc này, hắn cảm giác bụng mình quặn đau. Tiếp theo, một tiếng trầm đục vang lên, cả người hắn bay ra ngoài cửa, bay trọn vẹn mấy ngàn trượng. Qua một hồi lâu, Dương Diệp mới từ trên mặt đất đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, lúc này Tố Tâm ngơ ngác nhìn tay của mình, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Phải hay nghi hoặc vì cái gì mình sẽ ra tay hay không? Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tố Tâm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì, ta căn bản không phải phu quân của ngươi. Chính vì ta không phải phu quân của ngươi, cho nên ngươi bản năng kháng cự ta. Ta, Tố Tâm ngốc trệ nhìn tay của mình, không biết nói gì. Dương Diệp nhìn Tố Tâm. Tố Tâm cô nương, ta biết rõ, ngươi mất đi phu quân, rất thống khổ. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi lừa mình dối người như vậy, tùy tiện tìm nam nhân làm phu quân của mình,
nếu phu quân ngươi biết, hắn càng thống khổ. Ngươi làm như vậy, là gây tê mình, càng là tra tấn mình. Trong mắt Tố Tâm tràn đầy vẻ mờ mịt, trầm mặc không nói. Dương Diệp lại nói, Tố Tâm cô nương, ngươi lại xem thật kỹ, ta có phải phu quân của ngươi hay không? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nàng nhìn rất kỹ, thần sắc đột nhiên có chút bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng nói. Ta căn bản không phải phu quân của ngươi, bởi vì phu quân của ngươi ở rất nhiều năm trước đã chết. Không. Lúc này, thần sắc Tố Tâm đột nhiên dữ tợn lên. Phu quân ta không có chết, hắn kỳ tài ngút trời, hắn tuyệt thế vô song, hắn làm sao có thể chết? Hắn không có khả năng chết. Nói xong, nàng trực tiếp vỗ vào trước ngực Dương Diệp một chưởng. Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài. Tuy bị Tố Tâm đánh bay, nhưng Dương Diệp lại thở dài một hơi, nữ nhân này, xem như từ trong thế giới tưởng tượng chạy ra rồi. Lần này, Dương Diệp không có đứng lên, hắn giả chết. Nữ nhân này từ trong thế giới tưởng tượng về tới sự thật, đối phương rất nhanh sẽ nghĩ tới sự tình trước kia, sau đó sẽ minh bạch phu quân của mình đến cùng chết hay chưa. Bất quá, ở trong khoảng thời gian này, đối phương nhất định là không bình thường, càng không thể bị bất luận cái gì kích thích, bằng không thì, đối phương nhất định sẽ sằng bậy. Tựa như vừa rồi, trực tiếp xuất thủ. Khoảng thời gian này, là thời điểm đối phương bị điên. Cho nên, giả chết tốt nhất, đợi sau khi đối phương suy nghĩ cẩn thận, có lẽ sẽ tự động biến mất. Khi đó nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Quả nhiên, như Dương Diệp sở liệu, xa xa biểu lộ trên mặt Tố Tâm đổi tới đổi lui, một hồi dữ tợn, một hồi mờ mịt, một hồi thống khổ, một hồi. Tóm lại, thoạt nhìn rất không bình thường. Không chỉ như thế. Trên người đối phương phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, không gian chung quanh không ngừng rạn nứt, làm cho người ta sợ hãi. Phát giác được một màn này, Dương Diệp nheo mắt, tuy Tố Tâm mượn thân thể này, nhưng thực lực vẫn còn a. Bất quá cái này cũng bình thường, theo như nàng kia nói, Tố Tâm đã từng là một vị trí cường giả, thực lực của đối phương là tuyệt đối không kém chủ nhân thân thể này. Bằng không thì, hồn phách của Tố Tâm sẽ không thể chiếm cứ thân thể này rồi. Đơn giản mà nói, bất kể là ai chủ đạo thân thể này, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Không thể trêu vào, trốn là tốt nhất. Không biết qua bao lâu, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp cảm thấy có chút không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy được một khuôn mặt này dĩ nhiên là của Tố Tâm, chẳng biết lúc nào, Tố Tâm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giả không nổi nữa. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn thoáng qua đối phương. Lúc này trong mắt đối phương đã không có nhu tình như trước kia, nhưng cũng không lạnh như băng, hiển nhiên, vẫn là Tố Tâm, bất quá là Tố Tâm đã khôi phục bình thường. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Tố Tâm lắc đầu. Quá yếu. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp. Ta có thể giúp ngươi đột phá đến bất tử bất diệt cảnh, thậm chí siêu việt bất tử bất diệt cảnh, muốn không? Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Miễn phí sao? Trên đời không có cơm trưa miễn phí, nữ nhân trước mắt này nói muốn cho hắn chỗ tốt, không cần phải nói, nhất định là có điều kiện, mà dùng thực lực của đối phương cũng không thể hoàn thành, khẳng định không phải hắn có thể làm được. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi đối phương có phải miễn phí hay không. Nếu miễn phí, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như không phải miễn phí, vậy thì phải nghĩ kỹ rồi. Thân thể hắn đã đến một bình cảnh, nếu như có thể tăng lên lần nữa, cái kia tự nhiên là tốt. Nếu như không thể, vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn có công pháp ngũ hành bất diệt thể, ngày sau có thời gian, muốn đột phá đến bất tử bất diệt cảnh, độ khó cũng không phải rất lớn. Giúp ta làm một việc. Tố Tâm nói. Biết ngay mà. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, hắn đã sớm dự liệu được rồi. Lúc này, Tố Tâm lại nói. Đối với ngươi mà nói, cũng không khó. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tiền bối. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng thấy đưa lấy. Ta mới hư giả cảnh, hơn nữa, tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn 2 tháng, đơn giản mà nói, bản thân ta cũng khó bảo toàn. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Chính bởi vì ngươi mới hư giả cảnh, cho nên ta cảm thấy đối với ngươi mà nói không phải rất khó. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tố Tâm nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi dùng thực lực hư giả cảnh có thể đi đến nơi đây, hơn nữa còn không chết. Cái này đã nói rõ rất nhiều sự tình. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Trầm mặc mấy tức,
Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối muốn ta làm cái gì? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta cùng phu quân ta, rơi vào kết cục hôm nay, là chúng ta gieo gió gặt bão. Ta không trách bất luận kẻ nào, cũng không trách đối phương, chỉ trách lúc trước chúng ta quá tham lam. Ta duy nhất không yên lòng là hai hài tử một trai một gái của ta, lúc trước chúng ta ly khai, bọn nó còn nhỏ, hôm nay không biết như thế nào. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, con của ngươi khả năng lớn hơn ta rất nhiều, nếu ngươi để ta đi giúp bọn hắn, ta cảm thấy không quá sự thật. Bởi vì bọn hắn khả năng mạnh hơn ta rất nhiều. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn không cần tìm chúng ta. Còn nữa, bọn hắn tu luyện là công pháp của ta cùng phu quân ta tu luyện, nhưng lúc trước vì sợ bọn hắn vội vàng bất lợi, bởi vậy chúng ta không có truyền toàn bộ công pháp cho chúng. Công pháp kia, nhiều nhất chỉ có thể để cho bọn hắn tu luyện đến thần giả, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang công pháp về cho bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Diệp có chút không tin. Đơn giản. Tố Tâm thu hồi ánh mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi có thể đi ra ngoài, mới là đơn giản, thế nhưng đi ra ngoài, đơn giản sao? Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, hắn thiếu chút nữa quên sự tình này, cái địa phương quỷ quái này, là ra không được a. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Lúc này, Tố Tâm cong ngón búng ra, một đám quang mang trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp nhiều hơn rất nhiều tin tức, là hai bộ công pháp. Hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Tố Tâm. Tiền bối không sợ ta nuốt riêng hai bộ công pháp này. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ không? Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ngươi là kiếm tu. Tố Tâm nhìn Dương Diệp. Kiếm tu, tu chính là tâm, kiếm tu cao thâm như các ngươi, là sẽ không làm sự tình vi phạm bản tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Ngươi có chút dối trá, không giống kiếm tu khác, nhưng ta nhìn ra, ngươi là một người có nguyên tắc. Cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng, nhất định sẽ không vi phạm lời hứa. Nghe vậy, hảo cảm của Dương Diệp lập tức đề cao không ít, người biết nói chuyện liền không giống a. Lời này nghe sao mà thoải mái. Thế sự vô thường. Lúc này, Tố Tâm lại nói. Ta cũng không biết bọn họ còn ở nhân thế hay không, hy vọng vẫn còn. Bọn họ ở đại thế giới. Dương Diệp hỏi. Đại thế giới. Tố Tâm nao nao, lập tức nói. Bọn hắn ở Thương Vân Đại Lục, nếu có một ngày ngươi đi Thương Vân Đại Lục, đi vào trong đó tìm một địa phương tên là Lâm Gia, đến Lâm Gia, ngươi sẽ tìm được bọn hắn. Nếu như bọn hắn mất, ngươi truyền hai bộ công pháp này cho hậu nhân Lâm Gia. Thương Vân Đại Lục, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Nếu có một ngày ta đến chỗ này, tất sẽ đi Lâm Gia. Tố Tâm khẽ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trên đời có rất nhiều phương pháp có thể tăng lên nhục thể của ngươi, nếu là lúc trước, ta cũng có rất nhiều phương pháp, nhưng hiện tại, ta chỉ có một phương pháp kia có chút thống khổ, cho nên ngươi cần nhịn thoáng một phát. Thống khổ. Dương Diệp cười cười. Tiền bối khả năng không biết, ta không sợ nhất, là thống khổ. Tố Tâm đánh giá Dương Diệp. Thân là kiếm tu, nhưng lại có thể tăng thân thể lên tới kỷ nguyên cảnh, xác thực khó được. Trên đời huyền giả khó khăn nhất, không ai qua được thể tu, bởi vì bọn hắn thường thường phải thừa nhận rất nhiều thống khổ. Có lẽ ngươi đã từng thừa nhận qua rất nhiều thống khổ. Dương Diệp cười khổ, không phải thừa nhận qua rất nhiều thống khổ, mà cực kỳ nhiều a. Có chút thống khổ, thật là thống khổ a. Lắc đầu, Dương Diệp hỏi. Không biết tiền bối muốn dùng phương pháp gì để ta tăng lên thân thể. Tố Tâm có chút trầm ngâm, đột nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn nhìn, ánh mắt nàng đột nhiên ngây dại, giống như nghĩ tới điều gì. Dương Diệp nhìn đối phương, không có quấy rầy. Đã qua hồi lâu, hai mắt Tố Tâm chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một tia linh hồn đột nhiên chậm rãi từ trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, đạo linh hồn này là một nữ tử, nhưng lại không giống thân thể này. Không cần phải nói, này là bộ dáng của Tố Tâm. Thân thể muốn tới bất tử bất diệt cảnh, có rất nhiều phương pháp. Trong đó một loại phương pháp, là dùng âm dương chi lực luyện thể, nhưng một chút âm dương chi lực nhất định không được, trừ khi. Nói đến đây, linh hồn Tố Tâm đột nhiên hóa thành một đạo quang mang chui vào trong thân thể Dương Diệp. Khi linh hồn Tố Tâm chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp lập tức bóp méo. Thống khổ.
Cái đau nhức này so với kiếm ý cắn trả còn muốn khủng bố, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của Tố Tâm tiến vào trong cơ thể hắn, hắn không chỉ thân thể phảng phất như bị người dùng vạn cương châm đâm vào, ngay cả linh hồn cũng như thế. Muốn nổ tung. Hiện tại hắn cảm giác là thân thể cùng linh hồn của mình muốn bạo tạc nổ tung. Mà lúc này nhục thể của hắn, cũng đang quỷ dị rung rung, phảng phất như có đồ vật gì ở trong làn da nhảy lên, không chỉ như thế, trên mặt cùng trên tay nổi gân xanh, giống như rắn nhỏ nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Lúc này Dương Diệp đã đau nhức đến ý thức mơ hồ. Cái loại tư vị này, thật sự không dễ chịu. Mà cái đau xót này, là đau đớn 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, Dương Diệp mới cảm giác hơi tốt một chút, đến ngày thứ 5, ý thức của hắn mới dần dần thanh tỉnh. Nhưng cảm giác như bị người đánh cho một trận, toàn thân vô lực. Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chuẩn bị chữa trị thân thể, nhưng để cho hắn khó hiểu là, lúc này đây, Hồng Mông Tháp lại không có phối hợp hắn, một tia tử khí cũng không cho hắn, không chỉ như thế, hắn lúc này ngay cả huyền khí cũng không thể điều động. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp khó hiểu, bất quá rất nhanh, hắn đã minh bạch. Lúc này thân thể của hắn đang lột xác, nếu dùng Hồng Mông tử khí đến chữa trị, chỉ sẽ hỏng việc. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, lúc này Dương Diệp cảm giác thân thể đã khôi phục rất nhiều, hắn đứng lên, nhìn thoáng qua thân thể mình, cảm giác không có phát sinh biến hóa gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh ra một quyền. Quyền ra, như sấm rền nổ vang, không gian trước mặt hắn run rẩy kịch liệt. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn, tăng lên, nhục thể của hắn thật tăng lên rồi. Dương Diệp kiểm tra thân thể của mình một chút, thân thể xác thực tăng lên. Theo như hắn suy đoán, hiện tại thân thể hắn có lẽ tương đương với thân thể yêu thú thần cấp đỉnh phong, cũng không sai biệt lắm thuộc về cấp bậc như đế mãng. Yếu ư? Vẫn rất yếu. Nhưng đó là đối với hung vực, ở chỗ này, coi như thân thể tăng lên một cảnh giới cũng có chút yếu. Phải biết, ở chỗ này đều là tồn tại nghịch thiên. Bởi vì hiện tại thân thể của hắn còn mạnh hơn thiên ma chủ lúc trước thi triển thiên ma bá thể. Cường giả thần giả cảnh cùng yêu thú bình thường, đối với hắn căn bản không có uy hiếp gì. Không nghĩ tới, nàng sẽ dùng linh hồn của mình tăng lên thân thể cho ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh hồn! Dương Diệp khẽ giật mình. Nữ tử lạnh nhạt nói. Nàng dùng linh hồn âm dương cảnh tiến vào trong cơ thể của ngươi, sau đó hóa giải linh hồn mình thành âm dương chi lực đến kích thích nhục thể cùng linh hồn của ngươi, bây giờ thân thể của ngươi, đã là bất tử bất diệt cảnh đỉnh phong, không chỉ như thế, linh hồn của ngươi bởi vì âm dương chi lực kích thích mà tăng lên rất nhiều, cái này đối với ngày sau ngươi xung kích bán thần hoặc thần giả, có tác dụng rất lớn, đặc biệt là thần giả, bởi vì muốn đạt tới thần giả, linh hồn cần rất mạnh mới được. Huyền giả khác xung kích thần giả đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện linh hồn, nhưng hiện tại, ngươi không cần. Khó trách. Dương Diệp trầm mặc, phần nhân tình này thiếu có chút lớn rồi. Nàng cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi nghĩ sao? Nữ tử hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào. Ta nhất định phải đi ra ngoài, nếu ta ra không được, ta. Nói đến đây, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn mới nhớ tới một sự kiện, thân thể tăng lên, cũng không cách nào gia tăng tuổi thọ, chỉ có cảnh giới tăng lên, mới sẽ tăng lên tuổi thọ. Nếu như không được ra, thân thể lại tăng lên 2 cấp cũng không có ý nghĩa. Nếu ngươi ra không được sẽ như thế nào? Nữ tử hứng thú hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía. Nếu ta ra không được, ta liền triệu hoán kiếm khí đánh nổ nơi đây. NTH. Nữ tử lắc đầu. Buồn cười, vô tri. Nơi đây đừng nói ngươi, dù tất cả mọi người cùng yêu thú chúng ta ở đây liên thủ, cũng phá không được. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ngục giam trong ngục giam. Nữ tử lạnh nhạt nói. Bên kia Hoàng Tuyền Hà, là ngục giam bình thường, ở đây, là ngục giam cao cấp, hiểu chưa? Ngục giam cao cấp. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Các ngươi đã từng phạm vào chuyện tày trời gì à? Nghe vậy, thần sắc của nữ tử đột nhiên lạnh lẽo,
nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi muốn biết? Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không muốn biết. Nói giỡn, nữ nhân này bộ dáng như thế, nói rõ là hố hắn. Hắn thật muốn biết, khẳng định không có chuyện tốt. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Liên bán trang ta làm người luôn giữ chữ tín, người hóa giải chấp niệm của nàng, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Ta không đi. Dương Diệp lắc đầu, nói giỡn, ở chỗ này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu hắn ly khai, lại gặp được cường giả âm dương cảnh khác, vận khí khả năng không có tốt như lần này. Mặc dù nữ nhân này không ưa hắn, nhưng đối phương sẽ không giết hắn. Cho nên chỗ này tạm thời là an toàn. Ngươi muốn ở lại chỗ này. Nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút bất thiện. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Liên cô nương, ngươi nói ngươi không muốn giết ta, thế nhưng ngươi đuổi ta đi, cái này nói rõ là muốn mượn đao giết người a. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn ở lại chỗ này, 10 ngày, ta ở 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ đi, được không? Liên bán trang nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. 10 ngày, 10 ngày sau ngươi phải rời khỏi chỗ này, nếu không đừng trách ta không coi trọng chữ tín. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, tiến vào trong túp lều xa xa. Dương Diệp nhún vai, không đi quản đối phương, lập tức ngồi dậy, sau đó hồi tưởng kiếm kỹ nhất kiếm luân hồi kia. Sở dĩ hắn yêu cầu ở chỗ này 10 ngày, mục đích chủ yếu là vì có thể có địa phương an toàn tu luyện kiếm kỹ. Nếu như ở bên ngoài Hoàng Tuyền Hà, hắn sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện kiếm kỹ này. Bởi vì bên ngoài Hoàng Tuyền Hà, cho dù gặp được nguy hiểm, hắn chạy vẫn có thể, hơn nữa lúc ấy mục đích của hắn là U Ám Xâm Lâm. Nhưng hiện tại, U Ám Xâm Lâm là đừng suy nghĩ. Hắn ngay cả ra cũng không được. Còn một điều, ở đây quá nguy hiểm. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã không cách nào tự bảo vệ mình rồi. Chớ nói chi là đi ra ngoài. Nếu muốn sống, muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên hắn quyết định trước tu luyện nhất kiếm luân hồi này. Nhất kiếm luân hồi, vô cùng cường đại, nếu như hắn tu luyện thành công, tăng thêm thân thể đã tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong, dù chiến không lại cường giả âm dương cảnh, nhưng ít nhất cũng sẽ không ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Trước kia cùng Liên Bán Trang giao thủ, hắn thật sự ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không chỉ nhất kiếm luân hồi, ngũ hành phá giáp quyền hắn cũng muốn tu luyện, còn có ngũ hành bất diệt thể. Tóm lại, hiện tại mục đích hàng đầu của hắn đã không phải U Ám Xâm Lâm, mà là trở nên mạnh mẽ, nếu như không mạnh lên, đừng nói đi U Ám Xâm Lâm, hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Tại đây, là cấm địa của hung vực A. Tại đây, đã không phải thần giả như cầu đi đầy đất. Rất có thể là âm dương cảnh như cầu đi đầy đất rồi. Nhất kiếm luân hồi. Đây là kiếm kỹ có thể giết luân hồi cảnh, chung phân hai cảnh giới, theo thứ tự là luân hồi nhất kiếm và nhất kiếm luân hồi. Tuy đây là một môn kiếm kỹ có thể giết cường giả luân hồi cảnh, nhưng địa phương biến thái chính thức của nó là không cần đạt tới luân hồi cảnh mới có thể tu luyện. Nhưng vẫn có hạn chế. Đầu tiên, cần kiếm tâm thông minh, tiếp theo, cần kiếm ý cường đại. Thấp nhất cũng phải có kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng có chút thấp. Kiếm ý quy nguyên cảnh là tốt nhất, bất quá không có biện pháp, hiện tại Dương Diệp hắn chỉ là kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vậy hắn chỉ có thể tu luyện cảnh giới trước là luân hồi nhất kiếm. Về phần nhất kiếm luân hồi kia, hắn chỉ có đạt tới kiếm ý quy nguyên cảnh mới có thể tu luyện. Bất quá cũng may, ở đây có lẽ không có cường giả luân hồi cảnh. Cho nên tu luyện tốt luân hồi nhất kiếm có lẽ không sai biệt lắm. Hắn cũng không có nghĩ qua dựa vào nhất kiếm này đánh chết cường giả âm dương cảnh, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, cùng âm dương cảnh chênh lệch quá lớn, cách nhiều cấp như vậy đánh chết đối phương, rất không thực tế. Hắn chỉ hy vọng mình có lực bảo vệ, không đến mức ở thời điểm đối mặt cường giả âm dương cảnh, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Dương Diệp là kiếm tu, luân hồi nhất kiếm này với hắn mà nói, cũng không có khó như vậy. Tăng thêm hắn đều phù hợp yêu cầu, bởi vậy tu luyện, tuy không phải quá đơn giản, nhưng cũng không khó. Cảnh giới thứ nhất, là luân hồi nhất kiếm, rất không giống Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, nó dựa vào không phải lực lượng thân thể, mà là kiếm ý cùng tinh thần lực, cùng với linh hồn lực. Cần kiếm ý, tinh thần lực còn có linh hồn lực hợp ba là một, sau đó áp xúc đến mức tận cùng. Khó ư? Rất khó, cực kỳ khó. Kiếm ý còn đỡ, hắn thường xuyên giới hạn. Bởi vậy không có độ khó gì. Nhưng tinh thần lực cùng linh hồn lực không dễ giới hạn rồi.
Hơn nữa không thể có chút sai lầm, bởi vì hơi có sai lầm, hắn rất có thể sẽ bị cắn trả, tinh thần cùng linh hồn song trọng cắn trả. Bất quá cũng may, hắn có kiếm vực phụ trợ, hắn có thể giảm nguy hiểm đến nhỏ nhất. Đây là địa phương khủng bố của kiếm vực, thời điểm hắn tu luyện bất luận kiếm kỹ gì, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí có thể nói để cho hắn học cấp tốc. Trên đời rất nhiều người đều có kỳ ngộ, đều có bảo vật cùng cơ duyên cường đại thuộc về mình, kiếm vực này, chính là kỳ ngộ của hắn, cơ duyên của hắn. Vì an toàn để đạt được mục đích, Dương Diệp đi tới bên cạnh nhà tranh, hắn không tiến vào, đối phương khẳng định cũng sẽ không cho hắn đi vào, bất quá không sao cả, hắn cũng không muốn đơ ly nhìn mặt lạnh của đối phương. Chỗ này là địa bàn của Liên Bán Trang, cường giả âm dương cảnh khác chắc có lẽ không chạy đến nơi đây, cho nên ở đây hẳn tương đối an toàn. Dương Diệp không có kêu đám thú đế mãng ra, bởi vì ở địa phương này, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, gọi chúng ra cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, lúc này chúng cũng đã bị thương, đang ở trong Hồng Mông Tháp dưỡng thương. Cùng kỳ đi ra ngược lại có chút tác dụng, nhưng thằng này ra không được. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tĩnh khí ngưng thần, cùng lúc đó, hắn thi triển ra kiếm vực, sau đó bắt đầu tu luyện nhất kiếm luân hồi. Thời điểm Dương Diệp thi triển kiếm vực, trong lều, Liên Bán Trang ngồi ở trên giường đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhíu mày. Lực lượng giới vực, ngược lại là có chút xem nhẹ hắn. Nếu như cho hắn mấy năm thời gian, có lẽ hắn thật có khả năng đi ra ngoài. Nói đến đây, nàng lắc đầu, thấp giọng nói. Đáng tiếc là quỷ đoản mệnh. Ngay từ đầu, Dương Diệp là vì tăng cường năng lực sinh tồn của mình, cho nên mới tu luyện nhất kiếm luân hồi. Mà khi bắt đầu tu luyện, nhất kiếm luân hồi tinh diệu, lại để cho hắn có chút trầm mê. Không giống Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nhất kiếm luân hồi chú ý thực sự không phải sức bật, mà chú ý ý thần hồn dung hợp, phải biết, bất kể là kiếm ý, hay tinh thần lực, hoặc là linh hồn, chúng đều là một thể độc lập, uy lực đều cực kỳ cường đại. Ví dụ như kiếm ý, Dương Diệp đối mặt địch nhân bình thường, chỉ bằng vào kiếm ý có thể nghiền áp đối phương, mà có người thì có thể dùng tinh thần lực diệt sát địch nhân, còn có càng huyền diệu một ít, có thể lợi dụng linh hồn đến đối địch, ví dụ như kiếm hồn kỹ của Lục Uyển Nhi. Mà nhất kiếm luân hồi này, chú ý là dung hợp ba người này, để cho ba cổ lực lượng dung làm một thể, sau đó dùng thủ pháp đặc thù thúc dục lực lượng ra. Đương nhiên, tuy luân hồi nhất kiếm mạnh, nhưng so với cảnh giới đằng sau, là nhất kiếm luân hồi lại chênh lệch rất nhiều. Nhất kiếm luân hồi, dùng thân làm kiếm, dùng tâm làm gốc, dùng niệm làm tốc, dùng hồn làm phụ, dùng mắt làm phong, kiếm tức là ta tức là kiếm, nhất kiếm luân hồi có thể phá ngũ hành, chảm âm dương. Tu luyện đến mức tận cùng, càng có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này. Đáng tiếc chính là, tu luyện nhất kiếm luân hồi yêu cầu có chút cao, cần kiếm ý quy nguyên cảnh, hơn nữa đối với tinh thần lực cùng linh hồn lực yêu cầu cũng cao, xa xa không phải hắn bây giờ có thể tu luyện. Đến thần giả hoặc bán thần, có thể thử xem. Dương Diệp hắn vẫn luôn tu luyện kiếm kỹ của người khác, có rất nhiều người sẽ cảm thấy, vì cái gì hắn không sáng tạo kiếm kỹ của mình. Sáng tạo ra một môn kiếm kỹ cường đại, đơn giản sao? Một chút cũng không đơn giản. Cái kia cần lịch duyệt phong phú, còn cần tinh thông sở trường của trăm nhà, càng cần tốn hao vô số thời gian đến cân nhắc, hắn không có. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, hắn hiện tại, còn không có năng lực đi sáng tạo ra kiếm kỹ thuộc về mình. Chỉ có tâm cảnh tăng lên, còn có lịch duyệt đạt đến cấp độ nhất định, khi đó mới có thể đi sáng tạo kiếm kỹ của mình. Hiện tại. Hắn không phải thời điểm nên sáng tạo, mà là thời điểm nên học hỏi. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt qua 3 ngày. Trong 3 ngày, Dương Diệp đã thất bại vô số lần, nhưng hắn không có buông tha, hơn nữa bởi vì có kiếm vực phụ trợ, sai lầm đồng dạng, hắn sẽ không phạm lần thứ hai, bởi vậy trải qua 3 ngày khổ tu, hắn đã có một ít tâm đắc. Luân hồi nhất kiếm này vẫn tương đối phức tạp hơn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rất nhiều. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chú ý một điểm, sức bật, có sức bật là được rồi, nhưng luân hồi nhất kiếm này chú ý là ý thần hồn hoàn mỹ dung hợp, bên nào xảy ra vấn đề cũng không được. Cho nên, trong khoảng thời gian này, phần lớn là dùng thất bại chấm dứt. Nhưng Dương Diệp không có buông tha, một lần lại một lần nếm thử. Dương Diệp không sợ nhất đúng là thất bại, năm đó ở kiếm tông làm tạp dịch, lúc đó hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục, cũng không có buông tha qua, huống chi hiện tại. Cứ như vậy, một ngày đi qua, đảo mắt, 5 ngày sau.
Trong tràng, Dương Diệp đứng ở bên cạnh nhà tranh, hai mắt khép hờ, trong tay hắn là kiếm tổ. Dương Diệp như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Ước chừng qua ba canh giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, thời điểm hắn trợn mắt, kiếm trong tay hắn không thấy rồi. Thời điểm kiếm không thấy, túp lều ở bên cạnh cùng tòa đại sơn xa xa đột nhiên ầm ầm sụp đổ, sau đó cả hai hóa thành hư vô. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Là ai? Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ xa xa truyền đến, tiếp theo, một cỗ uy áp ngập trời nghiền áp về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cỗ uy áp này nghiền áp đến, khóe miệng Dương Diệp co rút, làm sao lại xui xẻo như vậy? Luyện kiếm kỹ thoáng một phát cũng vô duyên vô cớ trêu chọc đến một vị cường giả âm dương cảnh. Lần này, hắn thật không phải cố ý muốn gặp rắc rối. Vừa rồi sở dĩ muốn thi triển nhất kiếm luân hồi, là vì hành vi bản năng, bởi vì lúc trước hắn nghĩ thông suốt một việc, rộng mở trong sáng, sau đó vô ý thức thi triển. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở trên ngọn núi kia vậy mà còn có một vị cường giả âm dương cảnh. Làm sao bây giờ? Dương Diệp lo lắng. Lúc này, Liên Bán Trang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, muốn giết người. Lúc này Liên Bán Trang có chút chật vật, ở trên tố bào của nàng có rất nhiều vết kiếm, tuy không đến mức xuân quang tiết ra ngoài, nhưng thoạt nhìn cũng khá chật vật, đặc biệt là bên tai nàng, có một vết máu rất nhỏ. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp thi triển quá đột ngột, uy lực quá mạnh mẽ, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, thế cho nên nàng biến thành bộ dạng này. Chứng kiến nữ nhân cái kia muốn giết người, Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Nữ tử nhíu mày, trong mắt có sát ý xâm lãnh, đúng lúc này, uy áp kia đã đi tới trên đỉnh đầu của nàng và Dương Diệp. Trong mắt nữ tử chợt lóe lên hàn mang, quay người đánh ra. Một chưởng, uy áp ầm ầm tiêu tán. Mà lúc này, một lão giả áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp và Liên Bán Trang không xa. Lúc này bộ dáng của lão giả áo đen càng thêm chật vật, áo đen đã biến thành vải, đặc biệt là hạ thân, thoạt nhìn giống như váy, trừ đó ra, ở trên mặt còn có một vết kiếm đang chảy máu. Lúc này, lão giả áo đen rất khó coi, phải nói là có chút dữ tợn. Phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy bộ dáng của lão giả áo đen, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khổ. Nhưng lão giả áo đen lại không có để ý Dương Diệp, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người Liên Bán Trang. Liên Bán Trang, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao thừa dịp lão phu ngủ say đánh lén? Liên Bán Trang đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên đứng ra, sau đó nói. Tiền bối, cái kia, đây không phải Liên cô nương làm, là ta làm. Nghe Dương Diệp nói, Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ chủ động đi ra gánh chịu. Nghe Dương Diệp nói. Ánh mắt lão giả kia rơi vào trên người Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp, sau đó nhíu mày. Hư giả cảnh, một hư giả cảnh làm sao có thể ở chỗ này? Cái này nói rất dài dòng. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói vừa rồi ngọn núi kia là ngươi phá hủy. Lão giả hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Xác thực là ta, cái này không liên quan gì tới Liên cô nương. Vãn bối cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là... Ngươi thả giám thí. Lão giả đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi coi lão phu là người ngu hả? Ngươi một hư giả cảnh có thể hủy diệt cấm chế lão phu lưu ở chân núi. Dương Diệp. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nhìn về phía Liên Bán Trang. Như thế nào, Liên Bán Trang, dám làm không dám thừa nhận. Cái này giống như không phải phong cách của Liên Bán Trang ngươi a. Thực sự không phải chỉ số thông minh của lão giả kia có vấn đề. Mà là hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể phát ra một kích cường đại như vậy. Nói giỡn, một hư giả cảnh, làm sao có thể có thực lực khủng bố như vậy? Bởi vậy trong tiềm thức hắn cho rằng là Liên Bán Trang, bởi vì Liên Bán Trang có thực lực kia. Lúc này sắc mặt Liên Bán Trang có chút khó coi. Bất quá nàng không có giải thích, bởi vì chính nàng cũng biết, giải thích căn bản không có tác dụng. Đừng nói lão giả này, nàng cũng có chút không tin vừa rồi một kích kia là Dương Diệp tạo thành. Dương Diệp chỉ là hư giả cảnh a, mà vừa rồi một kích kia, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng bị thương. Tuy nàng rất tức giận, nhưng trong nội tâm càng nhiều là khiếp sợ. Liên Bán Trang, hôm nay ngươi không cho lão phu một công đạo, việc này không để yên. Lúc này lão giả áo đen trầm giọng nói. Công đạo,
Liên Bán Trang lạnh lùng nói. Ngươi muốn cái công đạo gì? Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối, việc này thật sự không liên quan gì tới Liên cô nương. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, việc này thật là ta làm. Trốn tránh trách nhiệm. Ngay từ đầu, hắn từng có ý niệm này, nhưng nếu hắn dám làm như thế, dùng tính tình của nữ nhân kia, nhất định sẽ lập tức giết hắn. Đùa nghịch khôn vặt, cũng phải nhìn ở trước mặt người nào, nữ nhân này đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có, còn ở trước mặt đối phương đùa nghịch tiểu thông minh, nhất định là không có kết cục tốt. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Ánh mắt lão giả kia rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, hắn lại nhìn về phía Liên Bán Trang, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. Liên Bán Trang, người giàu gì cũng là một âm dương cảnh, người còn không bằng một hư giả cảnh a. Người đã không muốn cho lão phu một cái công đạo, như vậy lão phu tự mình đến lấy. Nói xong, thân hình lão giả khẽ động, bắn mạnh về phía Liên Bán Trang. Thấy lão giả xuất thủ, thần sắc của Liên Bán Trang lập tức lạnh như băng xuống. Lão cẩu, chán sống sao, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Liên Bán Trang của Hồ Di lão giả áo đen đánh nhau, Dương Diệp sửng sốt. Vì cái gì mỗi lần mình nói thật, đều không có người tin nhỉ? Dương Diệp thối lui đến bên ngoài vạn xê trượng, hai vị cường giả âm dương cảnh giao thủ, cũng không phải hắn có thể dính vào, đặc biệt là ở thời điểm này. Vừa rồi thi triển nhất kiếm luân hồi. Mặc dù Khơ Công có lọt vào cắn trả, nhưng chiêu này quá tiêu hao huyền khí. Một kiếm, tất cả huyền khí trong cơ thể và trong bổ thiên thạch đều hết sạch. Bất quá đều ở trong dự đoán của hắn, lúc trước người sáng tạo môn huyền kỹ này, ít nhất là cường giả âm dương cảnh, mà hắn mới hư giả cảnh, dùng huyền khí của hư giả cảnh, nhất định là không cách nào thỏa mãn một kiếm này. Bởi vậy huyền khí chưa đủ là bình thường, bất quá cũng may, có bổ thiên thạch, hắn có thể phát ra một kiếm. Hắn không biết một kiếm này có thể đánh chết cường giả âm dương cảnh hay không, nhưng không hề nghi ngờ, một kiếm này có thể uy hiếp được cường giả âm dương cảnh. Về phần thần giả cảnh, hiện tại nếu để cho hắn gặp được thạch nhân tộc, hoặc đế mãng, một kiếm này của hắn có thể trực tiếp kết liễu bọn hắn. Duy nhất đáng tiếc là quá tiêu hao huyền khí, thi triển một lần, huyền khí sẽ bị rút hết sạch. Bất quá cũng may, thân thể hắn đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, cho dù không có huyền khí. Thần giả bình thường cũng không tổn thương đến hắn. Vốn hắn còn muốn tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể, nhưng hiện tại xem ra, không có thời gian rồi. Ở chỗ này, hắn đã lãng phí gần nửa tháng thời gian. Lại tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể, ít nhất cũng cần nửa tháng, đến lúc đó, thực lực của hắn là tăng trưởng, nhưng thời gian lại không còn nhiều lắm rồi. Phải biết, nếu như không thể đạt được sinh mệnh chi thủy, dù hắn tu luyện nhất kiếm luân hồi thành công cũng không có ý nghĩa. Mà sinh mệnh chi thủy, giả sử có thể đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài liền nhất định có thể được sinh mệnh chi thủy ư, vạn nhất sau khi rời khỏi đây, không có sinh mệnh chi thủy tại sao? Hoặc không lấy được thì sao? Hắn hiện tại, việc cấp bách là giải quyết vấn đề tuổi thọ. Dương Diệp ngồi xếp bằng, không có để ý Liên Bán Trang cùng lão giả đại chiến, hắn lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Hai người kia chiến đấu, không phải hắn có thể đúc kết, cũng không phải hắn có thể khuyên giải, bởi vì hai người đều nổi nóng, hắn đi khuyên giải không được, ngược lại có thể sẽ gặp nạn. Quy ua không sai biệt lắm nửa canh giờ, lúc này huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục, mà Liên Bán Trang cùng lão giả kia vẫn còn chiến, hai người đã chiến đến trên hư không rồi. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ, hiện tại đúng là thời điểm trốn tốt nhất. Bởi vì bất kể là lão giả kia hay Liên Bán Trang, khẳng định đều không quan tâm hắn. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, phảng phất như muốn trời sập, làm cho người ta sợ hãi. Cái này là cường giả âm dương cảnh ư. Thật mạnh. Nhìn hư không phía chân trời, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, cường giả âm dương cảnh nắm giữ âm dương chi lực mạnh hơn thời gian chi lực cùng ngũ hành chi lực. Âm dương chi lực. Hắn đã lĩnh giáo rồi. Cái này căn bản không phải cường giả thần giả cảnh có thể chống lại. Rất nhiều người đã qua Hoàng Tuyền Hà liền không trở về, ngoại trừ tìm không thấy đường trở về, còn có một nguyên nhân, là người nơi này căn bản không phải huyền giả bên ngoài có thể chống lại. Rầm rầm. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn,
bất quá thoáng qua, phía chân trời đột nhiên yên lặng xuống, tiếp theo, một đạo ánh sáng lấp lóe, hào quang hiện lên, Liên Bán Trang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Liên Bán Trang trắng bệch, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, thần sắc có chút dữ tợn. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, đồng thời trong nội tâm âm thầm đề phòng, nữ nhân này không phải loại lương thiện, không chừng đối phương sẽ cho hắn một kích chí mạng. Trước kia sở dĩ không trốn, nguyên nhân chủ yếu là vì địa phương khác khả năng còn muốn nguy hiểm hơn ở đây. Ở chỗ này, nữ nhân kia ít nhất tạm thời sẽ không giết hắn, đây là ý nghĩ trước kia, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy rồi. Lúc này nữ nhân kia nhìn hắn, thật là muốn giết hắn à. Cái này cũng bình thường, đối phương vô duyên vô cớ cõng nồi đen cho hắn, trong nội tâm nhất định là cực kỳ khó chịu. Không trốn, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nghiêm mặt nói. Với tư cách một nam nhân, mình gây ra chuyện, nên một mình gánh chịu, sao có thể trốn tránh? Một mình gánh chịu, nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó nói. Rất tốt, hiện tại hắn đã bị thương, đi giết hắn đi. Dương Diệp, như thế nào, không dám đi. Khóe miệng nữ tử hiện lên vẻ mỉa mai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Lần này để ngươi bị oan, là lỗi của ta, muốn thế nào, ngươi nói thẳng đi, không cần âm dương quái khí như vậy. Dù sao ta đầu tiên nói trước, ta sẽ không nghển cổ đợi giết. Nếu ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi biết, ta điên lên, ngay cả mình cũng sợ. Ánh mắt nữ tử băng lạnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử cùng Dương Diệp, sau một khắc. Chỗ Dương Diệp cùng nữ tử đứng biến thành một thâm uyên cực lớn. Dương Diệp và Liên Bán Trang tự nhiên là không có chết, ở thời điểm bàn tay khổng lồ rơi xuống, Liên Bán Trang một trưởng nghênh đón, nhưng không biết là bởi vì nàng bị thương, hay người xuất thủ với bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, một trưởng này của Liên Bán Trang không thể ngăn trở bàn tay khổng lồ, cùng Dương Diệp bị đối phương đè ép xuống. Dưới hố đất, một tay Liên Bán Trang gánh lấy bàn tay khổng lồ, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Sau một khắc, trong mắt Liên Bán Trang hiện lên vẻ dữ tợn, cánh tay còn lại xoay tròn, sau đó mạnh mẽ vỗ một cái. Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn. Nhưng thời điểm bàn tay khổng lồ vỡ vụn, một chùm tia sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, chùm tia sáng màu đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trên đỉnh đầu của Liên Bán Trang và Dương Diệp, thế cho nên bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Liên Bán Trang quát nhẹ, hai tay khẽ nhúc nhích, sau đó vỗ mạnh ra. Trưởng ra, một cổ lực lượng kinh khủng phun trào, cỗ lực lượng này tốc độ cực nhanh, lập tức oanh lên chùm tia sáng màu đen. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, trong trang vang lên một tiếng oanh minh, sau đó một cỗ khí lãng từ trên đỉnh đầu của Dương Diệp và Liên Bán Trang khuếch tán ra, những nơi cỗ khí lãng này đi qua, không gian lập tức nổi lên từng đợt rung động, làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, một lão giả áo xám xuất hiện ở phía chân trời. Ngô lão ma. Liên Bán Trang gắt gao nhìn lão giả này, trong mắt sát ý như thực chất, ở bên cạnh, Dương Diệp cảm giác được sát ý của nàng, cũng không khỏi tim đập nhanh. Không cần phải nói, trước kia hai người nhất định là có cửu oán. Phía chân trời, Ngô lão ma nhìn thoáng qua Liên Bán Trang. Liên Bán Trang, năm đó bất quá là đoạt ngươi một kiện đồ vật, ngươi không chết không ngớt cùng ta đối kháng trên trăm năm. Trước kia không có cơ hội giết ngươi, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà cùng Lý lão đầu liều mạng, biến mình thành trọng thương, thật sự là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn không nói nhảm, tay phải khẽ nhúc nhích, một tấm gương đen kịt xuất hiện ở trên tay, tay trái kết thủ ấn, rất nhanh, cái gương kia rung động kịch liệt. Sau một khắc, hắn cầm lấy cái gương ném về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Thời điểm tấm gương bay tới Dương Diệp và Liên Bán Trang, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Dương Diệp lại phát hiện, thần sắc của Liên Bán Trang ngưng trọng lên. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cái gương kia, đúng lúc này, cái gương kia đột nhiên ngừng lại, nhìn kỹ, Dương Diệp phát hiện, tấm gương này giống một thứ. Thiên đạo chi nhãn. Thoạt nhìn giống như một thiên đạo chi nhãn dắt ở trên không trung. Lúc này, trong gương đột nhiên bắn ra một lôi trụ dài ước chừng gần ngàn trượng, rộng cũng gần 300 trượng, sau khi lôi trụ xuất hiện, không gian ẩn ẩn có chút bóp méo. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, cái đồ chơi này cũng phun lôi, có gì khác thiên đạo chi nhãn đâu.
Ở bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang cũng không có tay không tấc sắt. Trên tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ, khi lôi trụ đi vào đỉnh đầu nàng, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy lúc này trên trời đã trải rộng chùm tia sáng rậm rạp chằng chịt. Rầm rầm rầm. Khi lôi trụ cùng những tia sáng màu sắc rực rỡ oanh lại với nhau, phía chân trời lập tức vang lên tiếng nổ lớn, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác muốn long trời lở đất. Lúc này Dương Diệp đã không có thời gian đi quản nhiều, hắn muốn chuồn, loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, hắn cách xa một ít cho thỏa đáng. Mà thời điểm hắn muốn chuồn đi, phía chân trời đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn, sau đó một nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống, tốc độ rất nhanh, lập tức rơi vào bên cạnh hắn. Liên Bán Trang. Nàng thất bại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này phía chân trời trải rộng chùm tia sáng màu sắc rực rỡ, những chùm tia sáng này như vô cùng vô tận, không ngừng từ trong dây lưng lụa bộc phát ra, mà ở chính giữa chùm tia sáng, là lão giả áo xám. Những chùm tia sáng này tạm thời vây khốn lão giả. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình khẽ động, đi tới trước mặt Liên Bán Trang, tiếp theo hắn ôm vòng eo đối phương. Chân phải đạp mạnh mặt đất, biến mất ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp và Liên Bán Trang biến mất mấy tức, dây lưng lụa ầm ầm vỡ vụn, chùm tia sáng cũng tùy theo vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. Lão giả áo xám xuất hiện ở phía chân trời, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này ai có thể cứu ngươi? Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ôm Liên Bán Trang một đường chạy như điên, lúc này hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn. Vì cái gì cứu Liên Bán Trang? Dương Diệp rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn, cho dù hiện tại hắn học được nhất kiếm luân hồi, y nguyên rất khó sinh tồn ở chỗ này. Hiện tại hắn coi như đã minh bạch, người có thể ở chỗ này sống sót, cơ bản đều là cường giả âm dương cảnh. Cường giả âm dương cảnh, còn không phải hắn có thể chống lại. Tuy luân hồi nhất kiếm có thể uy hiếp được đối phương, nhưng nếu như luân hồi nhất kiếm không cách nào đánh chết đối phương thì sao? Khi đó huyền khí khô kiệt hắn làm sao đánh với đối phương? Mặc dù có thân thể, nhưng nhục thể của hắn còn chưa tới tình trạng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Hơn nữa hắn đối với nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như không có một người quen dẫn đầu, đi ra ngoài. Đó là si tâm vọng tưởng, đừng nói ra, hắn cũng không dám tùy ý chạy loạn. Trọng yếu nhất là, sở dĩ Liên Bán Trang bị đối phương đả thương, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì hắn. Nếu như không phải trước kia nàng cùng lão giả áo xám đại chiến, bị thương, Ngô lão ma đánh bại nàng là không có khả năng. Cho nên thấy chết mà không cứu, việc này thật làm không được. Mặc dù đối phương xác thực rất không thích hắn, nhưng đối phương lại không có giết hắn, nếu như trước kia nàng giải thích với Lý lão đầu, đối phương nhất định sẽ tin tưởng nàng. Dù sao một cường giả âm dương cảnh là khinh thường đi nói dối. Nhưng nàng không có, thay hắn gánh xuống, bằng không thì lão nhân kia khả năng là cùng hắn sâu lâu rồi. Đừng đi lên phía trước. Đúng lúc này, Liên Bán Trang đột nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, bước chân hắn không có dừng lại, trái lại tốc độ nhanh hơn, nói giỡn, đằng sau có một cường giả âm dương cảnh truy bọn hắn a. Bên kia là địa bàn của một yêu thú âm dương cảnh. Thực lực còn mạnh hơn lão bất tử kia, nó cực kỳ cừu thị nhân loại, phàm là tiến vào địa bàn của nó sẽ cùng đối phương không chết không ngớt. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp lập tức ngừng lại, còn khủng bố hơn lão nhân ở sau lưng, lúc này hắn càng cảm thấy may mắn vì cứu nữ nhân này. Bằng không thì để cho hắn chạy loạn ở chỗ này, khẳng định sẽ ra đại sự. Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang. Chúng ta nên chạy đi đâu? Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp, không nói gì. Liên cô nương, người không muốn báo thù ư? Dương Diệp nói. Lưu được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt, chỉ có sống mới có hy vọng. Chỉ có sống, mới có thể báo thù. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Bán Trang chỉ bên phải. Bên kia, Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn có cửu oán với ngươi. Thời điểm chạy như điên, Dương Diệp hỏi. Đối thủ một mất một còn. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Đối thủ một mất một còn. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, không cần phải nói, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói.
thương thế của ngươi có nặng hay không? Nếu như không nặng ta cần người ôm ấp. Liên Bán Trang lạnh lùng nói. Nữ nhân này tính tình không tốt. Dương Diệp không có để ý nàng, tốc độ hắn nhanh hơn, lúc này hắn dùng kiếm vực triệt để ẩn giấu, nhưng hắn biết rõ, dùng thực lực của lão giả kia, nếu đối phương không buông bỏ, đuổi theo hắn cùng với nữ nhân này, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao địa phương hắn cùng với nữ nhân này có thể đi không nhiều lắm, ở đây khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm, mà địa phương không nguy hiểm, khẳng định chính là địa phương bọn họ sẽ đi. Cho nên đối phương hoàn toàn có thể suy đoán ra lộ tuyến bọn hắn sẽ đi. Vì cái gì cứu ta? Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên nói. Dương Diệp thuận miệng nói. Ngươi xinh đẹp. Xinh đẹp. Liên Bán Trang nhíu mày. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải rất nhiều sách đều nói ư. Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ đều lấy thân báo đáp. Ta cảm thấy ngươi là muốn chết. Liên Bán Trang cắt đứt Dương Diệp nói. Lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy chúng ta xứng ư. Dương Diệp nhún vai. Ngươi là cường giả âm dương cảnh, ta là hư giả cảnh, chúng ta đương nhiên không xứng. Bất quá, duyên phận nha, ai nói chuẩn được chứ? Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đến tột cùng vì cái gì cứu ta? Nàng tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta một người ở chỗ này không cách nào sinh tồn, cho nên muốn ôm bắp đùi của ngươi. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Liên Bán Trang nói. Đáng tiếc, hiện tại bản thân ta cũng khó bảo vệ, chớ nói chi là bảo vệ ngươi. Ngươi mang theo ta, chỉ làm liên lụy chính ngươi. Bỏ ta lại, đối phương có thể sẽ không để ý tới ngươi, mang theo ta, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn chết như vậy. Dương Diệp nói. Không phải ta muốn chết. Là ngươi căn bản cứu không được ta. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp. Nếu như trước kia ta không bị thương, ngược lại không sợ đối phương, nhưng trước kia ta bị thương, đối phương thừa cơ hội này đánh lén chúng ta, đánh ta trở tay không kịp, để cho ta tổn thương càng thêm tổn thương, mà bây giờ ta đã không có năng lực giao thủ với đối phương. Mà ngươi, quá yếu, ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa. Không cần chạy nữa. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Hắn đã đuổi theo rồi. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Nói xong, ở cách hai người không xa, lăng không xuất hiện một lão giả, đúng là Ngô Lão Ma. Ánh mắt của Ngô Lão Ma rơi vào trên người Dương Diệp. Trốn ngược lại rất nhanh, ta rất ngạc nhiên, ngươi một hư giả cảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp không có để ý Ngô Lão Ma. Tay phải đặt ở trên bụng Liên Bán Trang, tay hắn vừa tiếp xúc đến bụng Liên Bán Trang cho rằng hắn muốn chiếm tiện nghi, sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh, trong mắt nàng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì một cỗ năng lượng tinh thuần đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Dương Diệp để Liên Bán Trang ở trên mặt đất nói. Ngươi trước chữa trị thân thể thoáng một phát, có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bao nhiêu, ta thay ngươi ngăn cản hắn một hồi. Ngươi ngăn cản hắn, ngươi xác định. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp hỏi. Thử xem a. Dương Diệp nói xong, sau đó đi về phía Ngô Lão Ma. Hư giả cảnh, ngăn cản ta. Ngô Lão Ma lắc đầu. Thật sự là chuyện cười. Dương Diệp không nói nhảm, tay phải vung lên, một cái nắp quan tài xuất hiện ở trên tay hắn. Sau khi thân thể tăng lên, quan tài bằng băng hắn y nguyên còn cầm không được, nhưng nắp quan tài lại có thể cầm. Xem ta một nắp quan tài đập chết ngươi. Nói xong, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh, mượn nhờ mặt đất truyền đến trợ lực, ôm nắp quan tài bắn mạnh tới Ngô Lão Ma. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ trước, Ngô Lão Ma lắc đầu. Con sâu cái kiến. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đạo kình phong chấn động ra. Với hắn mà nói, đừng nói hư giá cảnh, thần giả cũng là con sâu cái kiến. Ra ngoài ý định là, kình phong còn chưa tới trước mặt Dương Diệp. Liền bị một cổ lực lượng thần bí chấn vỡ, sau đó Dương Diệp đi tới trước mặt Ngô Lão Ma, hai tay ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống. Trong mắt Ngô Lão Ma hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một kích của mình không miểu sát được Dương Diệp, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắp quan tài của Dương Diệp đã đến đỉnh đầu hắn rồi. Tay phải của Ngô Lão Ma hóa trưởng, sau đó một trưởng vỗ vào nắp quan tài của Dương Diệp. Âm dương chi lực cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp ra ngoài ngàn trượng. Nhưng Ngô Lão Ma cũng lui gần 100 trượng.
nhìn thấy một màn này, liền bán trang đang chữa thương con mắt trợn tròn, theo như nàng suy nghĩ, Dương Diệp hẳn sẽ bị đối phương miểu sát. Nhưng nàng không nghĩ tơ lới, Dương Diệp không chỉ không bị miểu sát, trái lại đẩy lui một cường giả âm dương cảnh. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp, thằng này thật sự kỳ là hư giả cảnh. Không chỉ Liên Bán Trang bị Dương Diệp dọa sợ, trong mắt Ngô lão ma cũng đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, mình lại bị một hư giả cảnh đẩy lui. Hư giả cảnh đẩy lui âm dương cảnh. Ngô lão ma nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn nhiều thêm một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, gia hỏa này thật sự chỉ là hư giả cảnh. Xa xa, trong mắt Dương Diệp thì tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại có thể đẩy lui cường giả âm dương cảnh, bất quá hắn biết rõ, có thể một kích đánh lui cường giả âm dương cảnh, hai nguyên nhân. Thứ nhất, thân thể hắn tăng lên, lúc này hắn đã là bất tử bất diệt cảnh, luận lực lượng, không thua đế mãng. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu, chính là nắp quan tài này. Đầu tiên, nắp quan tài này rất nặng, cực kỳ nặng, cho dù hiện tại hắn đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, cầm lấy nắp quan tài này cũng có chút cố sức. Lực lượng thân thể của hắn, tăng thêm sức nặng của nắp quan tài này, cả hai kết hợp, bạo phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Tăng thêm vừa rồi lão giả chủ quan khinh địch, bởi vậy một kích này của hắn trực tiếp đánh lui đối phương. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn cực kỳ hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu, cho dù hắn không thắng được cường giả âm dương cảnh, nhưng hắn vẫn có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Bất quá có thể chống lại bao lâu, chính là một câu hỏi không biết bao nhiêu rồi. Quả nhiên là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lúc này, ánh mắt của Ngô lão ma rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp. Vừa rồi sở dĩ một kích kia của ngươi mạnh như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì vật ấy, nhưng chính ngươi cũng không đơn giản. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp liếc qua Liên Bán Trang, lúc này đối phương vẫn còn hấp thu hồng mông tử khí của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Ta từ bên ngoài đến. Bên ngoài đến. Ngô lão ma nhíu mày, hắn đang muốn hỏi, lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Ngô lão ma lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thấy đối phương biến mất, Dương Diệp nheo mắt, không chút nghĩ ôm nắp quan tài đập một phát. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng, mà Ngô lão ma cũng bị chấn lui gần trăm trượng. Ngô lão ma dùng lực lượng cường đại công kích Dương Diệp, nhưng nắp quan tài trong tay Dương Diệp chặn lực lượng của đối phương, không chỉ chặn lực lượng của hắn, còn bắn ngược ra một bộ phận, tăng thêm Dương Diệp toàn lực, bởi vậy Ngô lão ma bị đẩy lui. Đương nhiên Dương Diệp càng không dễ chịu, tuy nắp quan tài phòng ngự nghịch thiên, chặn một kích kia của Ngô lão ma, nhưng một bộ phận lực lượng rất lớn còn xuyên thấu qua quan tài bằng băng chấn đến trên người hắn. Bất quá cũng may, hiện tại hắn đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, bởi vậy chút tổn thương ấy với hắn mà nói, tính toán không được cái gì. Dù sao hắn còn có hồng mông tử khí, có thể dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị nhục thể của mình. Lần nữa bị đánh lui, Ngô lão ma hiển nhiên động chân hỏa, trong mắt hắn đã không có lạnh nhạt cùng tỉnh táo như trước kia, chỉ có hàn quang cùng sát ý. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới về phía Dương Diệp, thời điểm đi vào trên đỉnh đầu Dương Diệp, hắn tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ nện tới. Ở trong quyền, ẩn chứa âm dương chi lực, tăng thêm lần này hắn không giữ lại, bởi vậy một quyền này oanh ra, mặt đất chung quanh Dương Diệp sụp xuống, trở thành một hố sâu cực lớn, không chỉ như thế, không gian chung quanh Dương Diệp cùng lão giả, giờ phút này như gợn sóng phập phồng, làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn tự nhiên là không cách nào lui, nếu lui, khí thế sẽ không còn. Đổi lấy đúng là đối phương công kích vô cùng vô tận, hơn nữa dùng tốc độ của đối phương, hắn cũng lui không được. Bởi vậy hắn chỉ có ngạnh kháng. Không chút do dự, Dương Diệp ôm nắp quan tài mạnh mẽ lao tới. Theo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị nện vào trong lòng đất, nhưng Ngô lão ma cũng bị chấn bay ngược gần hơn 200 trượng. Trong tràng, sắc mặt Ngô lão ma hơi trắng bệch, tay phải của hắn đã rung động rất nhỏ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí nguyên lai của Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đã không biết bị nện tới nơi nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang vẫn còn chữa thương. Lần này ta xem ai còn có thể cứu người,
Chúng ta ân oán nhiều năm như vậy, lần này triệt để chấm dứt a. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, sau đó nhìn về phía sau, lúc này ở trong hầm, một bàn tay đưa ra ngoài, sau đó Dương Diệp từ trong hầm bỏ ra. Ngươi không có chết. Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn từ ngoài, không thể nghi ngờ là bị thương. Nhưng hắn xác thực không chết, như thế nào sẽ chết chứ? Có nắp quan tài ngăn cản, tăng thêm hắn lại là thân thể bất tử bất diệt cảnh, còn có hồng mông tử khí, làm sao có thể sẽ chết? Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ôm nắp quan tài chậm rãi đi về phía Ngô lão ma. Cường giả âm dương cảnh chỉ có chút lực lượng ấy. Tới, tiếp lục đến. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh, cả người như một quả đạn pháo bắn ra, thời điểm cách Ngô lão ma còn hơn một trượng, hắn ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống. Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài. Đồng dạng, Ngô lão ma cũng bị đẩy lui một khoảng cách. Sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa vào tới Ngô lão ma. Trong mắt Ngô lão ma hiện lên sát ý, sau một khắc, hắn lần nữa xuất thủ, không có ngoài ý muốn chút nào. Dương Diệp bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại ôm nắp quan tài lao đến. Dương Diệp một lần lại một lần bị oanh bay ra ngoài, nhưng hắn một lần lại một lần phóng về phía Ngô lão ma, Dương Diệp cứ thế cùng Ngô lão ma liều mạng gần nửa canh giờ. Ngô lão ma hiển nhiên cũng bị Dương Diệp chọc giận, xuất thủ một lần so với một lần hung ác, bất quá đều bị nắp quan tài của Dương Diệp chặn. Ngô lão ma có nhiều lần chuyên môn nhằm vào nắp quan tài của Dương Diệp phát động công kích. Nhưng hắn thất bại. Cái nắp quan tài kia cứng rắn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế cho nên hắn không chỉ không có hủy diệt nắp quan tài của Dương Diệp, mình còn bị chấn ra nội thương. Mà Dương Diệp, theo đạo lý mà nói, nội thương của Dương Diệp có lẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng mỗi một lần bay ra ngoài, hắn lại đứng lên, ngoại trừ khóe miệng chảy ra máu tươi, thì cả người thoạt nhìn giống như không có việc gì. Trong tràng, ánh mắt của Ngô lão ma rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp. Dùng thực lực của Dương Diệp, là căn bản không cách nào chống đỡ được âm dương chi lực của hắn, nhưng nắp quan tài này có thể. Bởi vậy trong lúc nhất thời, hắn không cách nào giết Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Ngô lão ma vung lên, một cái gương thoáng hiện, đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp. Sau một khắc, trong gương chui ra một đạo lôi trụ đen kịt, lôi trụ so với trước kia Dương Diệp nhìn thấy còn lớn hơn một ít. Nhìn đạo lôi trụ này, trong mắt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng khởi động, sau đó đều tuôn ra nắp quan tài. Mà lúc này, lôi trụ đã đi tới đỉnh đầu hắn, Dương Diệp giơ tay lên. Lôi trụ oanh lên nắp quan tài, cả người Dương Diệp cùng nắp quan tài bị oanh vào lòng đất. Xa xa, nhìn thấy một màn này, Liên Bán Trang nhíu mày, nàng nhìn về phía Ngô lão ma, lúc này Ngô lão ma cũng nhìn về phía nàng. Con sâu cái kiến là con sâu cái kiến. Cũng dám châu chấu đá xe, thật là buồn cười. Đúng lúc này, ở trong hố sâu, đột nhiên truyền đến một thanh âm ho nhẹ, sau đó Dương Diệp ôm nắp quan tài từ trong hố bỏ ra. Lúc này Dương Diệp có thể nói cực kỳ chật vật, nguyên bản đầu đầy tóc trắng giờ phút này lại biến thành đen nhánh, không chỉ như thế, quần áo trên người cũng chỉ còn lại có một cái quần cộc. Nhưng nắp quan tài trong tay hắn lại hoàn hảo vô khuyết, không chút thay đổi. Khi nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Ngô lão ma vô cùng khó coi. Nguyên bản hắn cho là một kích vừa rồi kia có thể triệt để miểu sát Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp còn không có chết. Cái phòng ngự này có phải quá khủng bố hay không? Mà Liên Bán Trang khi nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc lập tức buông lỏng, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục lợi dụng hồng mông tử khí của Dương Diệp chữa trị thương thế. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô lão ma. Tới, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Ngô lão ma. Vô lực. Đối với Dương Diệp, Ngô lão ma có chút vô lực rồi. Dương Diệp tựa như con rùa đen, đánh không được a. Vừa rồi hắn tế ra tấm gương kia, cũng đã không có bảo lưu. Nhưng hắn không nghĩ tới, nắp quan tài này thậm chí ngay cả chỉ bảo của hắn cũng có thể ngăn trở. Hắn rất muốn hỏi Dương Diệp mua nắp quan tài này ở đâu. Hắn cũng muốn đi mua mấy tấm. Xa xa ánh mắt của Liên Bán Trang cũng rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp, hiển nhiên, thứ này cũng đưa tới chú ý của nàng. Kỳ thật ngay từ đầu đã đưa tới chú ý của nàng, nhưng nàng không có coi trọng như vậy,
cho rằng chỉ là huyền bảo phòng ngự bình thường. Nhưng hiện tại, khi nắp quan tài có thể ngăn cản lối trụ, nàng biết rõ, mình sai rồi. Thứ này, còn mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, đừng nói Ngô lão ma, nàng chống lại Dương Diệp, khẳng định cũng không chiếm được tốt. Không chỉ Ngô lão ma cùng Liên Bản Trang, kỳ thật trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng chấn động. Trước kia hắn biết nắp quan tài này cùng quan tài rất mạnh, bởi vì ngay cả kiếm linh cũng chỉ có thể lưu lại một dấu vết nho nhỏ, đủ thấy nó khủng bố. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái đồ chơi này mạnh đến ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng không làm gì được. Kỳ thật, nếu như đổi một người đến dùng nắp quan tài này, là tuyệt đối không cách nào chống lại một vị cường giả âm dương cảnh, bởi vì tuy nắp quan tài có thể ngăn trở âm dương cảnh công kích, nhưng phản lực của cường giả âm dương cảnh cũng rất mạnh. Đổi thành người bình thường, cổ lực lượng kia có thể đánh chết đối phương rồi. Nhưng hắn bất đồng, đầu tiên thân thể hắn cực kỳ cường hãn, hắn có hồng mông tử khí, có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể, chỉ cần đối phương không thể một kích giết hắn, hoặc tạo thành tổn thương vượt qua tốc độ chữa trị, bằng không thì hắn có thể đứng ở thế bất bại. Phòng ngự mạnh, năng lực chữa trị càng mạnh hơn nữa. Khiên thịt a, hắn chính là một cái khiên thịt đánh không chết. Duy nhất xấu hổ là, tuy người ta đánh không chết hắn, nhưng hắn cũng đánh không chết đối phương. Hơn nữa nếu như đối phương thật sự cùng hắn liều mạng mà nói, hắn sẽ bị mài chết. Dù sao ở phương diện huyền khí, hắn nhất định là không bằng cường giả âm dương cảnh. Ưu thế cùng khuyết điểm của mình, Dương Diệp nhìn rất rõ ràng, hắn không cảm giác mình đã có thể hoàn toàn chống lại âm dương cảnh. Nhưng hắn không sợ. Có nắp quan tài, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong tràng, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Ở nơi này, lão phu rất ít kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới, hôm nay kinh ngạc ở trong tay một hư giả cảnh. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong, hai tay hắn khẽ vẫy, trong chốc lát, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau một khắc, một bàn tay khổng lồ trong đó bay thẳng đến Dương Diệp. Cánh tay kia rơi vào trên nắp quan tài của Dương Diệp, nắp quan tài run lên kịch liệt, Dương Diệp bị đập vào trong lòng đất. Mà bàn tay khổng lồ kia cũng không có thu tay, trái lại rơi vào trong lòng đất, rất nhanh, sâu trong lòng đất truyền đến vô số tiếng nổ lớn, đại địa trong vòng vạn dặm run rẩy kịch liệt, giống như địa chấn. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ, hai bàn tay khổng lồ mới biến mất. Mà khi hai bàn tay khổng lồ biến mất vẫn chưa tới mấy hơi. Một bàn tay từ trong hố sâu đưa ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mí mắt của Ngô lão ma nhảy dựng, thần sắc vô cùng khó coi. Không chỉ Ngô lão ma, Liên Bán Trang cũng như thế, hiển nhiên, Dương Diệp giống như dán đánh không chết, để cho nàng có chút không thể bình tĩnh rồi. Dương Diệp đứng lên, ho nhẹ mấy cái, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hắn lau khóe miệng, sau đó nhìn về phía Ngô lão ma. Tới, chúng ta tiếp tục chiến. Ngô lão ma. Lúc này sắc mặt của Ngô lão ma khó coi tới cực điểm, hắn làm sao không muốn chiến, nhưng phá không được nắp quan tài này a. Vừa rồi hắn điên cuồng xuất thủ, là hy vọng trực tiếp đánh chết Dương Diệp, dù chấn tàn phế cũng được. Nhưng hắn lại thất bại, Dương Diệp sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn tìm hắn chiến. Ngô lão ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Liên Bán Thanh, sau đó nói. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng Dương Diệp lại không buông lỏng, ngược lại thần sắc vô cùng đề phòng. Sau một khắc, hắn giống như nghĩ tới điều gì, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Liên Bán Trang. Hắn mới xuất hiện ở trước mặt Liên Bán Trang, Ngô lão ma lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chưởng chụp về phía hắn. Đương nhiên, một chưởng này vốn là muốn chụp về phía Liên Bán Trang. Nhưng bởi vì Dương Diệp đến, cho nên một chưởng này biến thành chụp về phía hắn. Giống như lúc trước, Dương Diệp bị đập bay ra ngoài, bất quá Ngô lão ma cũng bị chấn lui hơn 300 trượng. Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ở đằng sau nắp quan tài, hai tay của hắn đang run, hơn nữa đã vỡ ra, lúc này hai tay của hắn đã hoàn toàn biến thành huyết thủ. Kỳ thật trước kia hắn cũng đã bị thương, tuy hắn chặn được Ngô lão ma điên cuồng công kích. Nhưng hắn không hề nhẹ nhàng giống như hắn biểu hiện, dự uy cường đại không chỉ đánh rách hai tay cùng thân thể của hắn, ngũ tạng cũng đã vỡ ra. Nếu như không phải có hồng mông tử khí, cả người hắn sớm đã bị đánh rách tả tơi rồi. Xa xa,
Ngô lão mà gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới mưu kế của mình bị Dương Diệp khám phá. Trước kia, khi biết không làm gì được Dương Diệp, hắn chuyển mục tiêu lên người Liên Bán Trang. Chỉ cần giết Liên Bán Trang, về phần Dương Diệp, muốn giết hắn, vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên hắn giả ý ly khai, sau đó đột nhiên đánh lén Liên Bán Trang, nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp khám phá mưu kế của hắn. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Ngô lão ma nói. Người thiếu niên, việc này là chuyện giữa ta và nàng, người rời đi, ta có thể chuyện cũ bỏ qua, như thế nào? Chuyện cũ bỏ qua. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nói. Tiền bối, oan oan tương báo khi nào mới dứt, không bằng như vậy, người và Liên cô nương từ nay về sau xóa bỏ ân oán, thế nào? Mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống tâm sự, uống chút trà luận đạo, cần gì chém chém giết giết, người nói phải không? Xóa bỏ. Ngô lão ma cười lạnh một tiếng. Thật sự là buồn cười, lúc trước nếu không phải mạng lão phu cứng rắn, đã bị nàng đánh chết. Thù này, có thể xóa bỏ sao? Tiểu tử, người có nắp quan tài phòng thân, ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng người thật sự nghĩ người có nắp quan tài là có thể đối kháng một cường giả âm dương cảnh. Cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Bất quá, ta rất rõ ràng một điểm. Chính là sau khi tiền bối người đánh chết Liên cô nương, kế tiếp khẳng định sẽ thu thập ta. Tơ la nói không sai chứ. Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi nói sai rồi, hiện tại ta liền thu thập ngươi. Ta cũng không tê xê anh, ta còn giết không được một hư giả cảnh. Nói xong, cả người hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền oanh tới. Quyền ra, không ghi can rung rung. Nhìn thấy Ngô lão ma xuất thủ, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, sau một khắc, hắn ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống. Quyền nắp chạm vào nhau, hai người bay ngược ra ngoài, nhưng sau một khắc, Ngô lão ma ngừng lại, sau đó lần nữa xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lại một quyền oanh tới. Dương Diệp vung nắp quan tài ngăn cản. Dương Diệp bị đánh bay, mà sau một khắc, Ngô lão ma xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lại oanh ra một quyền. Lúc này Ngô lão ma giống như nổi điên, một quyền tiếp một quyền oanh tới. Thân thể của Ngô lão ma không quá mạnh, nhưng quả đấm của hắn rất khủng bố, chủ yếu là bởi vì hắn có âm dương chi lực này, so với lực lượng thân thể bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như không có nắp quan tài, dùng nhục thể của Dương Diệp, là căn bản không cách nào chống lại nắm đấm của Ngô lão ma. Mà bây giờ, ở dưới Ngô lão ma điên cuồng công kích, Dương Diệp cũng có chút không chịu nổi rồi. Cường giả âm dương cảnh nổi điên lên, rất đáng sợ. Lúc này Dương Diệp đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, bởi vậy hắn liên tiếp bại lui. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngô lão ma vốn một mực điên cuồng công kích Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang, lúc này Liên Bán Trang đã đứng lên. Liên Bán Trang không có xuất thủ, nàng cứ như vậy nhìn Ngô lão ma. Ngô lão ma nhìn Liên Bán Trang hồi lâu, sau đó xoay người, thân hình khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Nhìn thấy Ngô lão ma rời đi, Dương Diệp thở dài một hơi, lúc này hắn có thể nói là rất thảm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vỡ ra, đặc biệt là hai tay, xương cốt có thể trông thấy. Bởi vì thân thể vỡ ra, lúc này, hắn đã giống như một huyết nhân. Bất quá lúc này máu tươi đang bị sát lục chi tâm hấp thu. Kỳ thật ngay từ đầu sát lục chi tâm của hắn đã hấp thu, nhưng hắn chảy máu thật sự quá nhiều, bởi vậy bây giờ nhìn hắn như một huyết nhân. Nhìn thấy Liên Bán Trang, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Ngươi lại chậm một chút, ta liền ngoẻo rồi. Ta sớm thì tốt rồi. Liên Bán Trang nói. Sớm thì tốt rồi. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Vậy vì sao ngươi không ra tay giúp đỡ? Muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Liên Bán Trang nói, xem bà ngoại ngươi a. Nghe Liên Bán Trang nói, một cổ lửa giận lập tức thiêu đốt toàn thân Dương Diệp, sau đó hắn ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập về phía Liên Bán Trang. Lần này Dương Diệp là thật sự phát hỏa. Vừa rồi sở dĩ hắn liều chết liều sống, là hy vọng Liên Bán Trang có thể sớm khôi phục, chỉ cần nàng khôi phục, nàng có thể đến giúp hắn, kể từ đó nguy cơ của bọn hắn dĩ nhiên là giải trừ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nữ nhân này đã sớm khôi phục. Sau đó đối phương đứng ở nơi đó nhìn hắn bị đánh. Vừa rồi hắn là thiếu chút nữa chết a. Dưới cơn thịnh nộ,
Dương Diệp căn bản không có đi quản đối phương là cường giả âm dương cảnh gì, trực tiếp đập xuống một nắp quan tài. Lúc này Dương Diệp tự nhiên không thể nào là đối thủ của Liên Bán. Trang! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp rơi đập trên mặt đất, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Dương Diệp mới từ mặt đất đứng lên, Liên Bán Trang đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp. Muốn chết! Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, hắn nhìn về phía Liên Bán Trang, cười nhạo một tiếng. Dương Diệp ta là một người ích kỷ, nhưng Dương Diệp ta ít nhất còn có điểm mấu chốt. Nếu như ta cùng người liên thủ, chỉ cần đối phương không hại ta, ta tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đối phương chọc dao găm. Nói đến đây, thần sắc Dương Diệp thoáng dữ tợn. Con mẹ nó chứ bây giờ sự tình ta hối hận nhất, là vừa rồi cứu ngươi, còn không bằng cứu một con chó nói không chừng còn có thể cảm kích vẫy đuôi với ta, ngươi thì sao? Ngươi ngay cả chó cũng không bằng. Dương Diệp lạnh lùng nói, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài. Cái này tự nhiên là Liên Bán Trang gây nên. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Trong tràng, Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp nện trên mặt đất, mặt lạnh như xương. Xa xa, Dương Diệp từ trên mặt đất bò lên, hắn lúc này, bộ dáng xác thực rất thê thảm. Bởi vì lúc trước cùng Ngô lão ma đại chiến, thân thể cùng ngũ tạng của hắn đã vỡ ra, đặc biệt là hai tay, xương cốt rõ ràng có thể thấy được, hiện tại lại lọt vào Liên Bán Trang hai lần công kích, cái này để cho thân thể của hắn tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Nếu như là người bình thường, bị thương nặng như vậy, khẳng định đã chết không thể chết lại rồi. Cũng chỉ có hắn, có hồng mông tử khí tăng thêm thân thể cực kỳ cường hãn, bởi vậy còn có thể chống đến bây giờ. Sau khi đứng lên, trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm này dĩ nhiên là kiếm tổ. Tay cầm kiếm tổ, Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang. Nữ nhân, cứu ngươi, là Dương Diệp ta mắt mù, ta không trách người khác, cũng không trách ngươi, chỉ tự trách mắt mình. Hiện tại ta cũng không muốn thế nào, cũng không có biện pháp thế nào, từ giờ trở đi, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi đường của ta. Nếu như ngươi nhất định muốn giết ta, còn nhớ rõ một kiếm vừa rồi không? Dù ta giết không được ngươi, nhưng chơi tàn ngươi vẫn có thể. Ngươi uy hiếp ta. Liên Bán Trang nhíu mày, trong mắt lạnh như băng, ẩn chứa sát ý. Con mẹ nó chịu uy hiếp ngươi. Trường kiếm của Dương Diệp trực chỉ Liên Bán Trang. Nếu ngươi khó chịu, vậy thì đến. Mọi người ngọc thạch câu phần, ngươi xem ta sợ ngươi hay không. Nói xong, huyền khí còn thừa trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó. Kiếm ý còn có sát ý của hắn điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, sau đó vào trong kiếm tổ. Không chỉ như thế, kiếm thần ấn trên trán hắn ở thời khắc này cũng phát sáng lên, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn càng hung hiểm hơn. Hai đấm Liên Bán Trang nắm chặt, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì, cũng không có động thủ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Nữ nhân, vẫn là câu nói đó, cứu ngươi, là Dương Diệp ta mắt mù. Ta không trách bất luận kẻ nào. Từ hiện tại, người đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta, mọi người ai cũng đừng trêu chọc ai. Nói xong, Dương Diệp quay người đi xa. Ngươi ở nơi này, sống không được bao lâu. Lúc này, sau lưng Dương Diệp truyền đến thanh âm của Liên Bán Trang. Dương Diệp dừng bước lại, mỉa mai nói. Theo ngươi, ta sợ là chết càng nhanh hơn. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở cách đó không xa. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp biến mất, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi ly khai Liên Bán Trang, Dương Diệp tùy tiện tìm một chỗ ẩn giấu, sau đó lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Thương thế của hắn quá nặng, nhất định phải trước tiên chữa trị tốt tổn thương, bằng không thì như Liên Bán Trang nói, hắn căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này. Cho dù thương thế tốt lên rồi, hắn cũng khó có thể sinh tồn ở địa phương này. Nhưng ít ra còn không đến mức một chút năng lực sinh tồn cũng không có. Có nắp quan tài, dù gặp được cường giả âm dương cảnh, chỉ cần đối phương không phải cùng hắn không chết không ngớt, hắn muốn toàn thân trở ra, cũng không phải rất khó khăn. Cùng Liên Bán Trang mỗi người đi một ngả, tính toán là xúc động, nhưng hắn không hối hận. Kỳ thật, trước kia lúc cứu Liên Bán Trang, ý nghĩ của hắn là rất tốt, dù đối phương không lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, trên đời không phải mỗi người đều có thể xưng là người. Có ít người, cho dù ngươi vì hắn làm nhiều hơn nữa,
hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là đương nhiên, mà sẽ không cảm kích, thậm chí còn có chút người hiếm thấy, sẽ yêu cầu ngươi làm thêm nữa. Đối với chuyện lần này, Dương Diệp xem như một lần giáo huấn nhân sinh. Trong tràng, theo linh khí tiến vào, trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu sinh động, vô số hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn ra, cuối cùng tán nhập tứ chi bách hải của hắn, sau đó chữa trị lấy thân thể. Lúc này thân thể của hắn đã sắp phế, bất quá cũng may, có hồng mông tử khí, chỉ cần hắn không bị miểu sát, hồng mông tử khí có thể chữa trị. Lần này tổn thương vô cùng nặng, Dương Diệp bỏ ra gần 3 canh giờ, thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Thân thể khôi phục, hắn cũng không có ly khai, vẫn ngồi xếp bằng, sau đó hồi tưởng lấy trước kia cùng Ngô lão ma giao thủ. Mỗi một lần chiến đấu, đều có thể để hắn tăng lên, đều có thể minh bạch rất nhiều đồ đạc, đặc biệt là cùng cường giả âm dương cảnh giao thủ. Hiện tại hắn cần phải làm là phân tích cuộc chiến đấu vừa rồi kia, sau đó phân tích thiếu sót cùng ưu điểm của mình. Âm dương chi lực. Ngô lão ma cùng hắn chiến đấu, dùng chính là âm dương chi lực. Âm dương chi lực này, hắn không hiểu, nhưng hắn biết rõ, cái đồ chơi này rất mạnh, nếu như không có nắp quan tài, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cho dù có được nắp quan tài, sau khi Ngô lão ma nghiêm túc, hắn vẫn bị đối phương đè đánh. Thân thể hắn tăng lên, cũng học được luân hồi nhất kiếm, nhưng so sánh với cường giả âm dương cảnh, chênh lệch còn cực kỳ lớn. Bất quá cùng cường giả thần giả cảnh lại không còn chênh lệch rồi. Phải nói, hiện tại cường giả thần giả cảnh đối với hắn cơ bản đã không có uy hiếp. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở mắt, sau đó đứng lên. Kinh nghiệm chiến đấu với Ngô lão ma hắn đều đã hấp thu, nếu như bây giờ cùng đối phương giao thủ, hắn sẽ không chật vật như vậy nữa. Nếu như có thể mà nói, hắn xác thực còn muốn đi tìm đối phương tranh tài chiến một trận. Bất quá hắn sẽ không tìm đường chết, Ngô lão ma khẳng định hận hắn tận xương, hắn đi tìm đối phương khẳng định cùng hắn liều mạng. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt, hiện tại đi con đường nào? Tiểu Thiên. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thiên, bởi vì Tiểu Thiên giống như nói nàng đã tới. Tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, phân thân tìm được Tiểu Thiên đang du sơn ngoạn thủy. Rất nhanh, Tiểu Thiên bị hắn mời ra. Sở dĩ nói mời, là vì Tiểu Thiên rất không thích đi ra, nàng giống như cực kỳ chán ghét thế giới bên ngoài, cho nên Dương Diệp bảo nàng đi ra, nàng cực kỳ không tình nguyện. Bất quá ở dưới Dương Diệp khẩn cầu, nàng vẫn đi ra. Sau khi đi ra, Tiểu Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Thật sự rất quen thuộc. Khí tức ở đây, hết thảy ở đây. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, không cần phải nói, trước kia Tiểu Thiên khẳng định ở chỗ này. Chỉ là hắn không rõ, Tiểu Thiên đã ở qua chỗ này, nàng là làm sao đi ra ngoài. Trước kia ngươi khẳng định ở qua chỗ này. Dương Diệp nói, hình như vậy. Tiểu Thiên gật đầu nói, vậy ngươi làm sao đi ra ngoài? Dương Diệp vội hỏi, đi ra ngoài. Tiểu Thiên nhíu mày. Nghĩ một lát, nàng lắc đầu. Không nhớ. Dương Diệp đi đến trước mặt Tiểu Thiên, cực kỳ chân thành nói. Tiểu Thiên, người nhất định phải nhớ, bằng không thì ta xong đời. Vì cái gì nghĩ không ra ngươi sẽ xong đời? Tiểu Thiên khó hiểu. Dương Diệp đắng chát cười cười. Ngươi thấy được không, tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 2 tháng, nếu nhổ không thể ra, tìm không thấy sinh mệnh chi thủy, ta sẽ chết, hiểu chưa? Tiểu Thiên đánh giá Dương Diệp. Người ai không chết, không phải chuyện rất bình thường sao? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Người hy vọng ta chết như vậy. Tiểu Thiên cười hì hì. Không có nha, sinh lão bệnh tử, là chuyện rất bình thường. Nếu như tắc chết, người không thể tiếp tục ở trong thế giới kia. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó nói. Ta nhớ được làm sao đi ra rồi. Dương Diệp. Có một cánh cửa. Tiểu Thiên nói. Ta nhớ tới một cánh cửa, lúc đầu ta giống như theo cánh cửa kia đi ra ngoài. Cửa. Dương Diệp vội vàng nói. Cửa ở nơi nào? Tiểu Thiên vỗ vỗ cái trán mình. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Một lát sau, con mắt nàng đột nhiên sáng ngời, thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói. Nhớ ra rồi. Không có a. Tiểu Thiên mở to mắt. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói. Kỳ thật ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài a? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu.
nghiền nát không gian. Tiểu Thiên nói, ngươi có thể cường hành phá vỡ không gian ở đây, sau đó đi ra ngoài. Dương Diệp cười khổ, bà cô, ta phá không nổi a. Không gian ở đây, chắc chắn làm cho người tức lộn ruột, trước kia hai vị cường giả âm dương cảnh đại chiến, cũng không có thể phá hư không gian, hắn làm sao phá được. Tăng kiếm ý lên tới quy nguyên cảnh, sau đó lại dùng ngân hà kiếm đồ, như vậy có lẽ có thể thử xem. Nhưng ngân hà kiếm đồ có thể sử dụng sao? Đương nhiên không thể dùng. Hiện tại dùng ngân hà kiếm đồ, chẳng khác nào tự sát. Tiểu Thiên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Hình như là vậy, ta suy nghĩ một chút. Dương Diệp. Một lát sau, Tiểu Thiên đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa, sau đó nói. Giống như ở bên kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Mà lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên kéo tay hắn lại, sau đó nhìn hắn nói. Đi, ngươi sẽ chết, thật sự sẽ chết. Dương Diệp. Sẽ chết. Dương Diệp sửng sốt, trầm mặc một hồi, Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ kia, có phải rất nguy hiểm hay không? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ta không biết. Ngươi không biết người nói ta đi sẽ chết. Dương Diệp kinh ngạc nói. Cảm giác. Tiểu Thiên nói. Ta cảm giác ngươi đi sẽ chết, người ta cảm giác thật sự rất chuẩn a. Cho nên, ngươi đừng đi. Cảm giác. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta vẫn còn muốn đi. Ngươi không tin cảm giác của ta. Tiểu Thiên có chút mất hứng. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Tiểu Thiên, năng lực của ngươi rất quỷ dị, ta cực kỳ tin tưởng cảm giác của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như không đi, ta có thể đi đâu đây? Ngươi cũng thấy đấy, tuổi thọ của ta sắp xong. Nếu như không đi ra ngoài, không tìm được sinh mệnh chi thủy, không đi ta cũng chết. Đi, không chừng còn có cơ hội, ngươi nói phải không? Tiểu Thiên trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Còn nữa, ta cảm thấy, không thể bởi vì phía trước có nguy hiểm, chúng ta liền dừng lại không tiến. Nhân sinh, vốn chính là tràn đầy không xác định, tựa như lúc ta ở bên ngoài, người khác nói ngàn vạn lần không được qua Hoàng Tuyền Hà, qua sẽ chết. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta đã qua, mà hiện tại ta còn sống. Nói đến đây, lời nói của Dương Diệp đột nhiên xoay chuyển. Đương nhiên, nếu như ngươi có những phương pháp khác đi ra ngoài, ta nhất định sẽ không đi mạo hiểm tìm đường chết. Hắn không phải Tiêu Giao Tử, ở đâu nguy hiểm liền chạy tới, Tiêu Giao Tử không có gánh nặng trên người, rỗi rãnh nhất cả trứng, hắn lại không rãnh rỗi, việc hắn cần phải làm rất nhiều. Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hai biện pháp, một là theo cửa đi ra ngoài, còn có một là ngươi phá vỡ không gian ở đây đi ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể đi cánh cửa kia rồi. Dương Diệp cười nói. Ngươi không sợ ư? Tiểu Thiên hỏi. Sợ. Dương Diệp cười nói. Rất nhiều chuyện ta đều sợ, nhưng sợ, cũng phải đi làm. Đã minh bạch. Tựa như ta trước kia, không thích ngủ, nhưng vẫn phải ngủ. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên chỉ xa xa. Ngươi một mực đi tới, có lẽ có thể tới đó. Chúc người may mắn, ta phải đi chơi rồi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu Thiên này đến tột cùng là ai? Đối với thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên, Dương Diệp càng hiếu kỳ. Không có đi nghĩ lại, Dương Diệp đi về phía Tiểu Thiên chỉ. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn còn có chút thấp thỏm không yên, vì ở địa phương này xuất hiện khẳng định ít nhất cũng là cường giả âm dương cảnh. Tuy hiện tại hắn dựa vào nắp quan tài, có thể đối kháng cường giả âm dương cảnh, nhưng hắn không muốn đụng phải cường giả âm dương cảnh, bởi vì như vậy khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn ở địa phương này lãng phí thời gian, đã nhiều lắm. Phía trước là địa bàn của Hám Thiên Lệ Hổ, ngươi lại tới gần, nó sẽ cảm giác được, khi đó 10 cái nắp quan tài cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, quay người nhìn lại, người nói chuyện hắn nhận thức, đúng là Liên Bán Trang. Hổ này trời sinh tính thô bạo, cực kỳ cừu thị nhân loại, chỉ cần nghe thấy được khí tức nhân loại. Nó nhất định không chết không ngớt. Nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục đi tới thử xem, nhìn xem nắp quan tài của ngươi có thể cứu ngươi hay không. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang nói. Trên đời này, có ít người còn đáng sợ hơn yêu thú. Yêu thú, chúng bụng dạ thẳng thắn, chúng sẽ không chơi trò hạ lưu. Ta biết rõ nó sẽ giết ta,
cho nên ta sẽ phòng bị nó. Nhưng người thì sao, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người, không biết phân biệt, ưa thích làm sự tình chọc dao găm ở sau lưng, cho nên so về người, ta càng muốn đối mặt yêu thú. Tâm ta không thẹn, Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhún vai, có xấu hổ hay không là chuyện của ngươi, bất quá, bất kể như thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lần này, hắn lựa chọn đường vòng, phiền toái, có thể ít một chút là một chút. Có một vật, tên là hỏa linh quả, vật ấy sinh trưởng ở vị trí trung tâm núi lửa, do hỏa chi năng lượng thuần túy nhất ngưng tụ, mấy ngàn năm mới sinh ra một quả, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, chí cương chí dương, có thể giải vạn độc, càng có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Lúc này, Liên Bán Trang ở sau lưng Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Liên Bán Trang. Có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Liên Bán Trang khẽ gật đầu. Đương nhiên, đó là đối với các ngươi, đối với chúng ta mà nói, tác dụng của nó là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang hồi lâu, sau đó nói. Ngươi muốn nói cái gì? Liên Bán Trang nói. Ở cách nơi này không xa, có một ngọn núi lửa, ở trong đó có hỏa linh quả. Chúng ta có thể hợp tác, đến lúc đó, đoạt được hỏa linh quả, mọi người chia đều. Hợp tác? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi không phải nói đối với người không có tác dụng gì ư? Ta có nói qua chuyện đó sao? Liên Bán Trang hỏi lại. Ngươi nói cũng chỉ là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp nói. Vô chi? Liên Bán Trang cười nhạo một tiếng. Ngươi có biết đối với chúng ta mà nói, đồ vật có thể khôi phục huyền khí chân quý cỡ nào không? Huyền khí của chúng ta, không giống huyền khí của các ngươi, bản chất bất đồng. Đá năng lượng bình thường, cho dù là tiên tinh thạch, đối với chúng ta cũng không có một chút tác dụng. Cho nên mỗi lần chúng ta tiêu hao huyền khí, muốn khôi phục huyền khí, cũng chỉ có ngồi xuống hấp thu linh khí, sau đó chuyển đổi thành huyền khí. Nhưng đối với chúng ta như vậy mà nói, quá chậm. Hỏa linh quả kia có thể khôi phục huyền khí cho các ngươi rất nhanh. Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Vật ấy ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, nếu chúng ta dùng, nó có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục huyền khí của chúng ta, mà có vật ấy, chúng ta và cường giả cùng cảnh giới lúc đối chiến, tương đương với nhiều hơn nửa cái mạng. Trước kia nếu ta có vật ấy, sẽ không bị Ngô lão ma đả thương. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Vật ấy có thể để ta đột phá đến bán thần. Có tỷ lệ rất lớn. Liên Bán Trang nói. Trụ cột của ngươi không kém, nếu dùng vật ấy, có tỷ lệ tăng lên cảnh giới rất lớn. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, ta cũng không dám cam đoan ngươi ăn vật ấy, có thể lập tức tấn thăng đến bán thần. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói, là một cơ hội, không phải sao? Xác thực là một cơ hội. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chỉ là, tại sao ngươi tới tìm ta? Vật ấy đối với ngươi trọng yếu như thế, vì cái gì ngươi không đi lấy, trái lại muốn tới tìm ta? Đừng nói với ta ngươi vì báo ân cứu mạng, ngươi có cái tâm kia, trước đó sẽ không đứng nhìn ta bị đánh. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng đối với cách làm trước kia của nữ nhân này, hắn thật sự khó chịu đến cực điểm. Bởi vì chuyện này, để cho hắn cảm giác mình như một kẻ ngu. Hắn liều chết liều sống ngăn trở Nguyên lão ma, mà nữ nhân này ngược lại tốt, đã sớm khôi phục, nhưng không ra tay, mà nguyên nhân là muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Cái loại cảm giác này, giống như ăn một con ruồi, buồn nôn đến cực điểm. Ta nói, ta không thẹn với lương tâm. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp khoát tay áo. Không nói những sự tình này. Nói đi, tại sao tới tìm ta? Ta người này không thích quanh co lòng vòng. Còn nữa, ta càng không thích bị người làm vũ khí sử dụng. Cho nên nếu ngươi muốn bịp ta, cầm ta đi làm vũ khí sử dụng, ta chỉ có thể nói, ngươi tính toán sai rồi. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó mới nói. Vật ấy sinh trưởng ở vị trí trung tâm núi lửa, chỗ đó có một sinh vật, tên dung nham cự nhân, vật ấy cũng là do hỏa chi lực tinh thuần ngưng tụ thành, thực lực vô cùng cường đại. Nếu chúng ta tới, tất nhiên sẽ kinh động nó, bất quá ta sẽ dẫn nó đi, sau đó ngươi lẻn vào trong núi, trộm lấy hỏa linh quả. Ngươi dẫn dắt nó rời đi. Dương Diệp nói. Như thế nào? Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp nhìn đối phương. Ta nghĩ ngươi sẽ để cho ta đi dẫn dắt nó.
Ngươi sẽ đi sao? Liên Bán Trang hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như ngươi để cho ta đi dẫn dắt nó, ta lập tức đi ngay. Không phải ta sợ, mà ta không tin ngươi, ta sợ kết quả là, đừng nói trái cây không có, ngay cả mệnh cũng không còn. Hợp tác hay không? Liên Bán Trang hỏi. Hợp tác? Dương Diệp nói. Đương nhiên muốn hợp tác, bất quá, ta còn có một chuyện không rõ, vì sao ngươi không đi tìm người khác, mà tới tìm ta? Bổn sự che giấu của ngươi rất mạnh, nếu như chúng ta không nhằm vào ngươi, căn bản tìm không thấy ngươi. Về phần vì sao không tìm người khác, đó là bởi vì ngươi yếu, ta không sợ ngươi đến lúc đó đùa nghịch bịp bợm. Liên Bán Trang nói trắng ra. Dương Diệp cười cười. Tốt, tất cả mọi người thẳng thắn, cực kỳ tốt. Đi thôi, đi núi lửa kia. Hắn đương nhiên muốn đi thử. Như Liên Bán Trang nói, cái này với hắn mà nói, là một cơ hội. Nếu như vật kia thật có thể để cho hắn đạt tới bán thần, vậy vấn đề tuổi thọ sẽ triệt để giải quyết. Hơn nữa đạt tới bán thần, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ gia tăng rất nhiều, khi đó muốn ly khai chỗ này, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mục đích hắn cần sinh mệnh chi thủy, là vì có thể kéo dài tuổi thọ, sau đó để thăng cảnh giới, nếu như có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, như vậy sinh mệnh chi thủy tự nhiên có thể không cần. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi thử. Cứ như vậy, Dương Diệp theo Liên Bán Trang xuất phát. Trên đường đi, Dương Diệp và Liên Bán Trang bảo trì lấy khoảng cách nhất định, hơn nữa hắn thời khắc đề phòng đối phương. Đối với nhân phẩm của nữ nhân này, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Hợp tác quy hợp tác, nhưng nên phòng bị vẫn phải phòng bị. Trên đường đi, Liên Bán Trang cũng thần sắc đề phòng, bất quá đối phương không phải đề phòng Dương Diệp, mà đang đề phòng bốn phía. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, lộ tuyến bọn hắn đi cũng là quẹo trái quẹo phải, hiển nhiên, rất nhiều địa phương ngay cả Liên Bán Trang cũng không dám đặt chân. Cái này để cho thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng. Dùng thực lực của Liên Bán Trang, ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi hắn. Trước kia hắn muốn một mình đi đến chỗ cánh cửa mà Tiểu Thiên nói, thật rất không thực tế. Đừng nói hắn, chỉ sợ ngay cả Liên Bán Trang cũng khó đi được. Bởi vì Liên Bán Trang đã từng nói qua, rất nhiều địa phương, nàng cũng không có đi qua. Thời điểm Dương Diệp hỏi là ai sáng tạo nơi đây, Liên Bán Trang lại không trả lời. Dương Diệp tự đòi mất mặt, cũng không hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Liên Bán Trang đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp phát hiện, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Chúng ta bị bao vây. Liên Bán Trang trầm giọng nói. Vây quanh. Dương Diệp sửng sốt, nhưng sau một khắc, tóc gáy toàn thân hắn dựng lên. Ở bốn phía đám người Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cây mây tráng kiện, những cây mây này đen kịt, to như cây cột. Ở chung quanh Dương Diệp và Liên Bán Trang, toàn bộ là loại cây mây này, lúc này những cây mây kia như mãng xà chậm rãi vây về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Địa phương kinh khủng nhất là, không chỉ mặt đất, ngay cả phía chân trời cũng trải rộng cây mây. Đây là vật gì? Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang không có trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói. Thụ lão quái, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không phải cố ý mạo phạm. Không phải cố ý mạo phạm. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Thời điểm các ngươi bước vào nơi đây, cũng đã mạo phạm lão phu rồi. Nói xong, những cây mây chung quanh điên cuồng kích bắn về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải khẽ nhúc nhích. Nắp quan tài xuất hiện ở trên tay, ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, Liên Bán Trang lại nhanh hơn hắn. Trong tay Liên Bán Trang chẳng biết lúc nào xuất hiện một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ, chỉ thấy nàng xoay người, trong chốc lát, vô số chùm tia sáng màu sắc rực rỡ lấy nàng và Dương Diệp làm trung tâm, bắn tung tóe về bốn phía. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Những cây mây kia phảng phất như vô cùng vô tận. Một cây tiếp theo một cây từ bốn phía vây quanh đến, nếu như từ bên ngoài nhìn, lúc này cây mây ở bốn phía đám người Dương Diệp đã tạo thành một vòng tròn cực lớn, mà vòng tròn này bây giờ đang ôm chặt Dương Diệp và Liên Bán Trang. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc này hắn cùng với Liên Bán Trang hoàn toàn lâm vào bị động, hai người bọn họ ngay cả bóng dáng của thụ lão quái cũng không có nhìn thấy. Tiếp tục như vậy, Liên Bán Trang không bị đối phương giết chết. Khẳng định cũng bị đối phương làm cho mệt chết.
ngươi có biện pháp. Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Cùng hắn liều mạng, đối với loại người này, chỉ có để cho hắn kiêng kỵ, để cho hắn sợ hãi, hắn mới có thể thu tay lại, bằng không thì, hắn chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì cả xuất thủ. Cho nên, đừng bảo lưu lại. Nói xong Dương Diệp ôm nắp quan tài, thân hình khẽ động, nện tới. Ở dưới Dương Diệp một kích toàn lực, cây mây trước mặt hắn bị nện nát bấy. Dương Diệp cũng không dừng tay, tiếp tục nện qua. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không lưu thủ, tay vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay nàng tuôn ra. Rầm rầm rầm. Liên Bán Trang toàn lực, chung quanh một mảng lớn cây mây bị lực lượng của nàng chấn thành hư vô. Giờ khắc này, Dương Diệp và Liên Bán Trang không có nương tay, ở dưới bọn hắn liên thủ, những cây mây chung quanh càng ngày càng ít. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau đó một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Liên Bán Trang. Lão giả thoạt nhìn có chút quỷ dị, bởi vì nửa người trên của hắn là người, nhưng hạ thân lại là thân cây, không chỉ như thế, hai tay của hắn cũng giống như nhánh cây, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhìn lão giả trước mắt, trong mắt Liên Bán Trang tràn đầy vẻ ngưng trọng, mà Dương Diệp lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là ai. Nữ nhân, ngươi là đang gây hấn với ta. Lão giả gắt gao nhìn Liên Bán Trang. Trước kia ta đã nói, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không phải cố ý mạo phạm. Liên Bán Trang nói, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ nơi đây? Lão giả gắt gao nhìn Liên Bán Trang. Mỗi người, mỗi một con yêu thú đều có khu vực của mình, ngươi tự tiện tiến vào khu vực của ta, còn nói không phải cố ý mạo phạm. Liên Bán Trang đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Dương Diệp lại lắc đầu nói. Không cần nói với hắn, đánh, dùng sức đánh. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ôm nắp quan tài vọt tới lão giả kia. Liên Bán Trang và lão giả đồng thời nao nao, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Bán Trang không có nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía lão giả kia. Làm càn. Nhìn thấy Dương Diệp và Liên Bán Trang động thủ, lão giả kia giận không thể nuốt, hai tay của hắn vung lên, trong chốc lát, vô số nhánh dây hiện ra, cuối cùng toàn bộ kích bắn về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, khu vực này vang lên từng tiếng nổ lớn như kinh lôi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, trong tràng đột nhiên bình tĩnh lại. Các ngươi đi đi. Lão giả nhìn Dương Diệp và Liên Bán Trang, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Diệp thu hồi nắp quan tài, sau đó nhìn về phía Liên Bán Trang. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người đi xa, Liên Bán Trang nhìn thoáng qua lão giả, sau đó vội vàng đi theo. Nhìn Dương Diệp và Liên Bán Trang rời đi, trong mắt lão giả sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, nhưng hắn không có xuất thủ. Hắn mạnh hơn người tưởng tượng rất nhiều. Trên đường, Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta biết rõ. Biết rõ, mới vừa rồi ngươi còn dám làm như vậy. Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, sau đó nói. Từ đầu hắn không hỏi nguyên do liền xuất thủ, ta biết ngay, hắn sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Lúc này giống như hai quân giao chiến, sĩ khí người yếu, sĩ khí đối diện sẽ mạnh. Cho nên chúng ta không thể yếu thế. Chúng ta phải cho hắn biết, chúng ta không sợ hắn, không chỉ không sợ hắn, còn muốn cùng hắn liều mạng. Chờ chúng ta lựa chọn liều mạng, hắn sẽ tỉnh táo. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, sau đó nói. Người có thói hư tật xấu, là ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cho nên nhiều khi, chúng ta không thể mềm yếu, một chữ, đánh. Tựa như vừa rồi, khi chúng ta kiên cường, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Mà nếu như chúng ta lựa chọn mềm yếu, hắn sẽ không thỏa hiệp để cho chúng ta đi ngang qua địa bàn của hắn, hắn sẽ để cho chúng ta phản hồi, hoặc đưa ra điều kiện gì khác. Loại phương thức làm việc như ngươi, sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng sẽ rất dễ chết. Liên Bán Trang lắc đầu, nàng cũng là một người tính tình táo bạo, nhưng so sánh với Dương Diệp, nàng cảm giác tính tình của mình thật sự rất tốt. Dương Diệp làm việc, nhiều khi thật sự là bất kể hậu quả. Tựa như trước kia, hắn lại muốn cùng nàng Ngọc Thạch câu phần. Nhưng không thể không nói, lần kia, tuy nàng rất muốn giết người, nhưng xác thực kiêng kỵ Dương Diệp liều mạng. Như Dương Diệp nói,
có lẽ Dương Diệp giết không được nàng, nhưng muốn chơi tàn nàng vẫn có thể. Mà ở chỗ này, nếu như nàng trọng thương, hậu quả không thể lường được. Cho nên lúc ấy nàng nhịn, biến tướng mà nói, lúc ấy trận giao phong kia, là Dương Diệp thắng. Nhưng nếu như lúc ấy nàng không nhịn, Dương Diệp nhất định sẽ chết, mà nàng nhiều lắm là bị thương mà thôi. Cho nên phương thức cực đoan của Dương Diệp, nàng cũng không quá đồng ý. Đắc tội với người. Dương Diệp lắc đầu. Có lẽ vậy, không nói những thứ này, chúng ta tăng thêm tốc độ. Hắn không có hứng thú cùng đối phương thảo luận những triết lý nhân sinh này, lãng phí thời gian. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không nói chuyện. Nàng tự nhiên biết lúc này Dương Diệp cực kỳ không ưa nàng, nàng tự nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Tốc độ hai người đều nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Dương Diệp cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng nóng. Không cần phải nói, đã tới núi lửa rồi. Lại qua nửa canh giờ, chung quanh nóng rực càng ngày càng mạnh, lúc này Dương Diệp không thể không tế ra kiếm ý cùng sát ý ngăn cản. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp và Liên Bán Trang ngừng lại. Cách bọn hắn mấy ngàn trượng, có một ngọn núi, khi thấy ngọn núi này, Dương Diệp hoàn toàn bị chấn động. Núi lửa, hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng. Loại núi lửa này, thật sự là núi lửa, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Kỳ thật cái này là một đoàn hỏa diễm, bất quá đoàn hỏa diễm kia rất lớn, rất lớn. Dung nham cự nhân bên trong, thực lực như thế nào? Dương Diệp nói. Rất mạnh. Liên Bán Trang trầm giọng nói. Vật ấy, cũng không phải sinh vật từ bên ngoài đến, nó nguyên bản thuộc về chỗ này, có thể nói là thổ dân ở đây. Thổ dân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liên Bán Trang. Các ngươi là từ bên ngoài đến. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Bên ngoài ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có chút tò mò. Dương Diệp nói. Liên Bán Trang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía núi lửa nói. Kỳ thật, những hỏa năng bên trong kia đối với dung nham cự nhân căn bản không có tác dụng gì, bởi vì nó chính là linh vương hỏa hệ tinh thuần nhất, bởi vậy hỏa linh quả với hắn mà nói, hoàn toàn là gân gà. Đáng tiếc, thằng này một mực chiếm nơi đây, chẳng qua nếu như không có nó, chỉ sợ hỏa linh quả bên trong sớm đã bị người lấy sạch. Linh vương hỏa hệ. Dương Diệp sửng sốt. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Linh vương hỏa hệ chính thức, gần với linh chủ. Linh chủ. Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Dương Diệp nghĩ tới Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch là linh chủ, theo manh nữ nói, Tiểu Bạch khắc chế những linh vật này, nếu như Tiểu Bạch còn ở đây, lấy hỏa linh quả hẳn là chuyện dễ dàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, hắn sẽ lập tức tiến về đại thế giới, sau đó đi thần phượng tộc. Hắn muốn thần phượng tộc trả giá lớn. Đợi tí nữa ta sẽ hấp dẫn dung nham cự nhân đi, sau đó ngươi thừa cơ hội lẩn vào. Nhớ kỹ, đạt được hỏa linh quả, lập tức bỏ chạy, bằng không thì đợi nó trở về, ngươi tuyệt đối thập tử vô sinh. Bởi vì ở trong núi lửa, nó tương đương với tồn tại vô địch. Đừng nói ngươi, ở trong núi lửa, dù năm tên cường giả âm dương cảnh liên thủ cũng giết không được nó. Liên Bán Trang ngưng trọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vật tới tay ta sẽ rút lui. Liên Bán Trang khẽ gật đầu, sau đó thân hình nàng khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Trầm mặc ba tức. Xa xa, núi lửa đột nhiên bộc phát ra hỏa trụ bay thẳng đến chân trời, trong chốc lát, phía chân trời biến thành dáng đỏ, cùng lúc đó, một dung nham cự nhân hình thể tương đương đế mãng xuất hiện. Thật mạnh! Nhìn dung nham cự nhân, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng. Dung nham cự nhân này khẳng định mạnh hơn Ngô lão ma rất nhiều. Rất nhanh, dung nham cự nhân cùng Liên Bán Trang chiến lên, chiến một hồi, hai người dần rời xa ngọn núi lửa. Lúc này thân hình Dương Diệp khẽ động, trực tiếp hóa thành một cái bóng chui vào trong núi. Con mẹ nó! Dương Diệp mới vừa nhảy vào trong núi, ở trong núi lửa đột nhiên vang lên tiếng kinh hãi của Dương Diệp. Vừa tiến vào núi lửa, bởi vì độ ẩm quá nóng, Dương Diệp thiếu chút nữa bị sấy chín. Sở dĩ Dương Diệp kinh hãi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì hắn thật không ngờ độ ấm khủng bố đến mức ngay cả nhục thể của hắn cũng không thể chống cự. Phải biết, hiện tại hắn là thân thể bất tử bất diệt cảnh. Cũng may, thời khắc mấu chốt hắn vội vàng tế ra kiếm ý cùng sát ý bao vây mình lại. Đã có kiếm ý cùng sát ý bao vây, hắn lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Không do dự,
Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lao đi. Càng đi vào sâu, độ ấm càng cao, cái này để cho Dương Diệp không thể không một mực tế ra kiếm ý cùng sát ý chống cự. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp ngừng lại. Ở cách đó không xa, có một cái cây phảng phất như do hỏa diễm ngưng tụ, nhìn hỏa thụ, trong mắt Dương Diệp có vẻ cuồng nhiệt, bởi vì trên tàng cây, có 5 trái cây đỏ rực, những trái cây này giống như nham thạch nóng chảy ngưng tụ, toàn thân đỏ thẫm, ở mặt ngoài phát ra lưu quang màu đỏ rực nhàn nhạt. Hỏa linh quả. Không cần phải nói, cái này là hỏa linh quả. Dương Diệp cũng không có trực tiếp đi lấy, mà cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, ai biết ở đây ngoại trừ dung nham cự nhân, sẽ không có sinh vật khác uy hiếp mình. Vạn nhất đột nhiên toát ra một dung nham cự nhân, vậy thì xong đời. Cuối cùng, sau khi xác định không có nguy hiểm, Dương Diệp đi tới trước mặt hỏa thụ, sau đó vẫy tay, 5 trái hỏa linh quả bị hắn thu vào trong cơ thể. Thuận lợi. Cực kỳ thuận lợi. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị rút lui, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, ở dưới có một hỏa liên là phong bế, nhìn không tới bên trong có cái gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn biết rõ, bên trong khẳng định có đồ vật gì đó, hoặc nói là bảo bối. Nhưng hắn không có đi xem. Tham, làm người không thể quá tham, người quá tham, có lẽ sẽ đại phú đại quý, nhưng càng nhiều hơn là tự chịu diệt vong. Với hắn mà nói, đạt được hỏa linh quả đã đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, hỏa liên lại đột nhiên chậm rãi mở ra. Dương Diệp dừng bước lại, cúi đầu nhìn. Trong mắt mang theo một tia đề phòng. Sau khi hỏa liên mở ra, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Ở chính giữa hỏa liên, là một quả cầu lửa. Thiên địa linh vật. Dương Diệp trước tiên nghĩ tới cái này. Dương Diệp không có để ý đối phương, muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, hỏa cầu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trong hỏa cầu vươn ra 2 bàn tay nhỏ bé, tay cực kỳ nhỏ, như tay hài nhi, tay vươn ra, rất nhanh. Một cái đầu nhỏ cũng từ trong hỏa cầu chui ra. Thoáng qua, một nữ hài toàn thân hỏa hồng, phát ra hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi, nhìn từ ngoài rất đáng yêu, nhưng mặt mũi Dương Diệp lại tràn đầy đề phòng. Tiểu nữ hài chạy xung quanh Dương Diệp, trong mắt tràn ngập tò mò. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, một cỗ hấp lực phun ra, trực tiếp hút tiểu cô nương vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tâm thần muốn chìm vào trong cơ thể, nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài núi lửa đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ, sau đó một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa đánh úp lại. Con mẹ nó! Dương Diệp tức giận mắng một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, trốn ra núi lửa, ngay thời điểm hắn vừa chạy ra núi lửa, một cự quyền mang theo sóng lửa oanh qua. Dương Diệp biến sắc. Vội vàng tế ra nắp quan tài chắn ở trước mặt. Cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Thời điểm hắn bay rớt ra ngoài, một dây lưng lụa đột nhiên xuất hiện ở phía sau, sau đó giữ chặt hắn, liên bán trang xuất hiện, bắt lấy bờ vai của hắn, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đắc thủ rồi. Liên bán trang hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sắc mặt liên bán trang vui vẻ, muốn nói chuyện, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía sau bọn họ, một cỗ sóng lửa đang đánh úp lại. Nhìn thấy một màn này, liên bán trang nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Vừa rồi ngươi ở bên trong làm cái gì? Dương Diệp đắng chát cười cười, hắn có làm cái gì, là hồng mông tháp dở trò quỷ a. Liên bán trang gắt gao nhìn Dương Diệp. Bình thường nó sẽ không ly khai địa bàn của mình, nhưng hiện tại nó một mực truy chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác được, nó rất phẫn nộ. Ngươi khẳng định không chỉ hái trái cây. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực không chỉ như vậy. Nghe vậy, thần sắc của liên bán trang lạnh xuống. Mặc kệ ngươi ở bên trong cầm cái gì, hiện tại lập tức giao ra trả lại cho nó, bằng không thì, chúng ta sẽ chết. Tại sao phải chết? Dương Diệp khó hiểu. Liên bán trang giận nói. Nơi này, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu nó một mực đuổi theo chúng ta trốn như thế nào? Nếu chạy trốn tới một ít địa phương nguy hiểm, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Mà nó, chúng ta căn bản không cách nào đánh chết nó, đừng nói chúng ta, lại đến một cường giả âm dương cảnh cũng khó có thể đánh chết nó, minh bạch chưa? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta biết rõ, bất quá việc này có chút phức tạp. Thật sự,
không phải bản ý của ta. Ngươi trước mang theo ta trốn, ta nếm thử giải quyết thoáng một phát. 15 phút. Liên bản trang nhìn Dương Diệp. Trong 15 phút, nếu ngươi không giao ra, ngươi tự mình đi đối mặt nó. Nói xong, nàng không nói chuyện, bắt lấy bả vai Dương Diệp tăng thêm tốc độ. Dương Diệp cười khổ, hồng mông tháp chuyên hố hắn a. Có nhiều thứ, ngươi coi trọng, cũng phải trước chú ý mình a. Thực lực của mình yếu như vậy, ngươi thu loạn, hắn gánh không nổi a. Lắc đầu, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, Dương Diệp ở tầng thứ nhất quét một lần, không có phát hiện tiểu cô nương kia. Không ở đây. Dương Diệp tới tầng thứ hai, quả nhiên, ở tầng thứ hai hắn gặp được tiểu nữ hài. Lúc này tiểu cô nương đang lơ lửng ở trước mặt lò đan, nàng không hề chớp mắt nhìn lục đinh thần hỏa ở trong lò đan. Nhìn chằm chằm một hồi, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, muốn sờ lục đinh thần hỏa, nhưng lại giống như kiêng kỵ cái gì, tay lại rụt trở về. Nhưng nàng lại rất muốn sờ, sau đó tay lại từ từ đưa ra ngoài. Phân thân của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt tiểu cô nương kia, tiểu nữ hài tựa hồ không sợ Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, nàng nhếch miệng cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Phân thân Dương Diệp nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, hắn vẫn cảm thấy, là hồng mông tháp kéo tiểu cô nương này vào, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Hẳn là lục đinh thần hỏa gây nên. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói. Tiền bối, ngươi không phải là muốn thôn phệ nàng chứ? Những linh vật này, thôn phệ lẫn nhau có thể tăng lên mình, cho nên hắn mới có thể nghĩ như vậy. Lúc này, lục đinh thần hỏa đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm, tốc độ hỏa diễm cực nhanh, trực tiếp chui vào giữa mi tâm tiểu cô nương. Khi hỏa diễm chui vào mi tâm của tiểu nữ hài giật mình một cái, chút hít hỏa diễm trên người tiểu nữ hài bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó lột xác. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Lục đinh thần hỏa không phải muốn thôn phệ tiểu cô nương này, có thể là nhìn tiểu nữ hài thuận mắt, sau đó cho nàng một cơ duyên. Tiểu nữ hài hiển nhiên là thiên địa linh vật, thậm chí là thiên địa linh vương, nhưng so sánh với lục đinh thần hỏa, nhất định là chênh lệch rất nhiều. Hắn không biết lục đinh thần hỏa là cấp bậc gì, nhưng hắn biết rõ, hỏa này rất mạnh. Không chừng nắp quan tài nó cũng có thể hỏa táng cho hắn. Lúc này tiểu cô nương kia bình tĩnh lại. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác trên người tiểu cô nương phát ra hỏa diễm so với trước càng kinh khủng. Không cần phải nói, tiểu nữ hài khẳng định được lục đinh thần hỏa cải tạo. Cái này đối với tiểu nữ hài mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại cơ duyên. Mang nàng đi ra ngoài đi. Lúc này, trong tràng vang lên một giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài đi tới trước mặt lò đan. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ lên lục đinh thần hỏa, nhìn thấy lục đinh thần hỏa không có thương hại nàng, tiểu nữ hài lộ ra dị thường cao hứng. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên cạnh tiểu nữ hài, cười nói. Về sau nếu có cơ hội, ngươi có thể tới. Tiểu nữ hài đạt được lục đinh thần hỏa tán thành, nhất định là không có nguy hiểm gì, để cho nàng tới nơi này, tự nhiên là việc nhỏ. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trên mặt cười càng sáng lạn hơn. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của tiểu nữ hài, Dương Diệp ôm nàng đi ra hồng mông tháp. Trong hiện thực, nhìn thấy trong ngực Dương Diệp đột nhiên nhiều ra một tiểu nữ hài hỏa diễm, mí mắt của liên bán trang nhảy dựng. Thiên địa linh vật, ngươi! Dương Diệp nhún vai, sau đó ôm tiểu nữ hài đi về phía dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân nguyên bản muốn xuất thủ, nhưng khi chứng kiến tiểu nữ hài trong ngực Dương Diệp, nó lập tức ngừng lại. Tiểu nữ hài nhìn thấy dung nham cự nhân, sắc mặt vui vẻ, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt dung nham cự nhân, không biết tiểu nữ hài cùng dung nham cự nhân nói gì. Dung nham cự nhân nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không có địch ý như trước kia, nhưng lại có một tia đề phòng. Dung nham cự nhân không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và liên bán trang, sau đó xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, tiểu cô nương kia lại đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó nhẹ nhàng ôm Dương Diệp, sau đó nàng quay người về tới trên người dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân không có dừng lại, cũng không quay đầu, nhưng tiểu cô nương kia không ngừng nhìn Dương Diệp phất tay. Đã qua hồi lâu, dung nham cự nhân cùng tiểu nữ hải biến mất. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tay khẽ động, ba miếng hỏa linh quả xuất hiện ở cái kia liên bán trang trước mặt. Tổng cộng 5 trái, người xuất lực lớn nhất, người được 3 trái. Nói xong,
Dương Diệp quay người rời đi. Liên Bán Trang nhìn trái cây trước mặt mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi đâu? Không liên quan gì tới ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối với Liên Bán Trang, tuy lần này hắn cùng đối phương hợp tác, nhưng hắn không muốn cùng đối phương có bất cứ quan hệ nào. Loại người này, cách xa một chút mới tốt. Liên Bán Trang nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ly khai Liên Bán Trang, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn, sau đó hắn trực tiếp chui vào lòng đất, sau khi tiến vào lòng đất không sai biệt lắm ngàn trượng, hắn thả quan tài bằng băng ra, tiến vào quan tài, sau đó hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp lấy ra một quả hỏa linh quả nuốt vào. Xung kích bán thần. Bán thần. Nếu như đạt tới bán thần, vậy sự tình tuổi thọ của hắn có thể đạt được giải quyết. Không chỉ tuổi thọ, thực lực của hắn cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Tuy hắn biết rõ, dùng ngoại vật đến cường hành tăng thực lực lên, nhất định sẽ có tai hại, đặc biệt là hiện tại hắn vừa mới đến hư giả cảnh không lâu. Nhưng không có biện pháp, cũng không có lựa chọn. Có thể đi ra ngoài hay không, u ám xâm lâm có sinh mệnh chi thủy hay không, những cái này, đều là một sự tình không biết bao nhiêu. Cho nên hắn chỉ có thể xung kích bán thần. Tai họa ngầm, cái này chỉ có thể ở ngày sau chậm rãi điều trị. Có Hồng Mông tử khí, hắn cũng không quá lo lắng, nhiều lắm là hao tổn một ít thời gian mà thôi. Sở dĩ tiến vào Hồng Mông tháp xung kích bản thân, tự nhiên là sợ ở bên ngoài gây ra động tĩnh không nhỏ, hắn xung kích bán thần, làm ra động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu động tĩnh đưa tới tồn tại cường đại, vậy hắn thảm rồi. Hơn nữa, ở trong Hồng Mông tháp, dùng thời gian cũng ít hơn bên ngoài. Dù sao bên trong một ngày, thế nhưng tương đương với bên ngoài 10 ngày. Còn có một chỗ tốt, chính là ở trong Hồng Mông tháp xung kích cảnh giới, không có thiên đạo chi nhãn. Nếu như là ở bên ngoài, xung kích bán thần, nhất định sẽ có thiên phạt hàng lâm. Ở trong tầng thứ 3, Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau khi hỏa linh quả tiến vào trong cơ thể, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần giống như thủy triều bộc phát ra. Cỗ năng lượng này không chỉ tinh thuần, bành trướng, còn cực kỳ nóng rực, bất quá cũng may, ngũ tạng cùng kinh mạch trong cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Dù sao hắn bây giờ là thân thể bất tử bất diệt cảnh. Thời gian không ngừng trôi qua, quanh người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, trên người hắn còn tản mát ra hỏa diễm nhàn nhạt. Ở đối diện Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch đã không có tu luyện. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia lo lắng. Tình huống của Dương Diệp nàng tự nhiên là biết, lần này đối với Dương Diệp mà nói, rất trọng yếu, thành công cũng may, nhưng nếu như thất bại, như vậy tình cảnh của Dương Diệp sẽ càng xấu. Lúc này đây, Dương Diệp không thành công, khả năng sẽ thành nhân. Trong tràng, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Một ngày sau, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra, bất quá rất nhanh, cỗ lực lượng này liền hư không tiêu thất. Xa xa, Hiểu Vũ Tịch đứng lên, không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp mở mắt. Thành công không? Hiểu Vũ Tịch vội hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Nghe vậy, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch buồn bã, sau đó nàng nhoẻn miệng cười. Không sao, chúng ta còn có cơ hội. Đương nhiên còn có cơ hội. Dương Diệp cười cười, sau đó hai mắt đóng lại, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn. Theo vòng xoáy nhỏ xoay tròn, vô số Hồng Mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ bừng lên. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Dù muốn vứt bỏ, đó cũng là thời điểm không thể xoay chuyển, mà hắn chỉ cần còn cơ hội, hắn sẽ chiến đấu tới cùng. Theo Hồng Mông tử khí xuất hiện, quanh người Dương Diệp tản mát ra khí tức so với trước còn cường đại hơn. Trong thế giới tầng thứ nhất, Tiểu Thiên Du Sơn Ngoạn Thủy đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ. Giống như có người đột phá cảnh giới. Ở bên cạnh Tiểu Thiên, Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau khi Dương Diệp tiến vào cấm địa hung vực, hai người bọn họ xem như triệt để mất đi năng lực trợ giúp Dương Diệp, bởi vậy chúng bị Tiểu Thiên mang theo chạy khắp nơi. Đối với cái này, chúng đương nhiên không oán. Trong tràng, Tiểu Thiên nhìn chân trời trầm mặc hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Khẳng định là người kia, hắn ở chỗ này đột phá. Không có thiên phạt. Đây không phải tương đương ăn gian ư. Nói xong, nàng nhìn về phía Đại Hắc,
Đại Hắc, về sau nếu ngươi đột phá, không nên ở chỗ này đột phá, hiểu chưa? Đại Hắc nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tiểu Thiên mỉm cười. Thiên phạt, kỳ thật rất nhiều người cảm thấy thiên phạt là thượng thiên trừng phạt thế nhân, cái này là suy nghĩ sai lầm. Nếu thượng thiên muốn trừng phạt thế nhân, nó hoàn toàn có thể ở thời điểm ngươi nhỏ yếu đánh xuống thiên phạt, khi đó ngươi đối mặt thiên phạt cường đại, có năng lực phản kháng sao? Nhưng thượng thiên không có, tại sao vậy chứ? Bởi vì thượng thiên không muốn hạn chế thế gian vạn vật phát triển. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Thế nhưng mỗi người tu đạo, mỗi người tu luyện, cái này đối với thiên địa mà nói, là một tiêu hao cực lớn, đặc biệt là những người cùng yêu thú cường đại kia, mỗi lần bọn hắn tăng lên, đều tiêu hao rất nhiều linh khí trong thiên địa. Nếu như tùy ý bọn hắn đòi hỏi, thế giới không cao hơn trăm năm sẽ biến mất. Trong mắt Đại Hắc và Tiểu Hắc tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên đối với Tiểu Thiên nói, chúng hiểu không nhiều lắm. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Hạn chế, trên đời này, nhất định phải có hạn chế, giống như là trật tự, nếu như không có hạn chế cùng trật tự. Thế giới sẽ bị mọi người chơi xấu. Sở dĩ bảo ngươi không nên ở chỗ này đột phá, là vì người hoặc yêu thú trải qua thiên phạt, sẽ càng cường đại hơn. Không chỉ trên thực lực, trên tâm cảnh càng như vậy. Nếu như ngươi ở nơi này đột phá, tuy ngươi không gặp được thiên phạt, nhưng ở trên thực lực còn có trên tâm cảnh, ngươi sẽ xa xa không bằng những yêu thú trải qua thiên phạt. Hơn nữa, người khả năng còn sẽ xuất hiện tâm lý đầu cơ trục lợi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, cuối cùng lại nhìn về phía Tiểu Thiên, hiển nhiên, là nói tại sao Dương Diệp lại ở chỗ này đột phá. Tiểu Thiên vỗ nhẹ đầu Đại Hắc, cười nói. Hắn bất đồng, hắn là kiếm tu, trực chỉ bản tâm, hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Hắn sẽ không lừa gạt mình, cho nên ở trên tâm cảnh, hắn không có vấn đề. Về phần thực lực, vậy thì càng không có vấn đề rồi. Thiên phạt, có thể rèn luyện người khác, nhưng thiên phạt bình thường với hắn mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có, bởi vì thực lực của hắn, đã hoàn toàn vượt qua thiên phạt bán thần cảnh rất nhiều. Nói xong, thân hình Tiểu Thiên khẽ động, đứng ở trên lưng Đại Hắc nói. Mặc kệ hắn, thế giới lớn như vậy, chúng ta đi nhìn xem, ta muốn nhìn, thế giới này là tạo ra như thế nào, thật sự rất ngạc nhiên. Nói xong. Chân nàng nhẹ nhàng đá Đại Hắc cũng không tức giận, trái lại dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Hắc đi đến xa xa. Cứ như vậy, ở dưới Đại Hắc dẫn dắt, Tiểu Thiên ngâm nga tiểu khúc không biết tên biến mất ở xa xa. Tầng thứ ba. Lúc này khí tức của Dương Diệp đã cường đến một trình độ cực kỳ khủng bố, của khí tức kia, làm cho Hiểu Vũ Tịch cách đó không xa cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Lúc này Dương Diệp đang điên cuồng thôn phệ năng lượng của hỏa linh quả. Không chỉ như thế, hắn còn dùng hồng mông tử khí đi kích thích bản thân. Ở dưới hồng mông tử khí cùng hỏa linh quả song trọng kích hoạt, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, lúc này khí tức của hắn đã không yếu hơn một ít thần giả rồi. Kỳ thật tuy cảnh giới của Dương Diệp không phải thần giả, nhưng phải biết, lúc này nhục thể của hắn tương đương với thần giả. Nếu như không dùng tu vi, mà dùng thân thể đánh giá hắn mà nói, hắn là thần giả. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn có thể khiêng nắp quan tài chống lại âm dương cảnh. Một ngày sau, trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, bất quá rất nhanh, cổ khí thế này tuôn trở về trong cơ thể hắn. Lúc này, Dương Diệp mở mắt, trong mắt một cỗ tinh mang lóe lên. Thành công rồi. Một bên, Hiểu Vũ Tịch vội hỏi, thanh âm khẽ run. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó thấp giọng thở dài. Ai? Nghe vậy, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch trắng bệch, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó kéo tay Dương Diệp, nói khẽ. Không sao, bất kể như thế nào, ta cũng đi cùng ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm eo nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn trán nàng, cười nói. Ai, cũng chỉ đột phá đến bán thần, ta nguyên bản còn muốn trực tiếp đột phá đến thần giả, đáng tiếc. Nghe được Dương Diệp nói, thân thể mềm mại của Hiểu Vũ Tịch khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt là mừng rỡ không chút nào che giấu. Thật, thật sự. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Ta hiện tại đã là bán thần rồi. Ở địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể sống không cần kinh hồn táng đảm. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hôn miệng Dương Diệp nao nao, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch sẽ chủ động như vậy. Đang lúc hắn muốn đáp lại,
Bờ môi đột nhiên bị Hiểu Vũ Tịch dùng sức cắn, hắn tự nhiên sẽ không thấy đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt Hiểu Vũ Tịch có chút ửng đỏ, cười nói. Tức giận. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chỉ có thể nói tạm thời không có việc gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không quên hiện tại mình ở địa phương nào, nếu như ở bên ngoài, dùng thực lực bây giờ của hắn, nói thật, thần giả hắn đã hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, hắn nhiều lắm là có một tí năng lực tự bảo vệ mình. Bất kể như thế nào, ta đi cùng ngươi. Một mực. Hiểu Vũ Tịch ôm Dương Diệp, nói khẽ. Trong nội tâm Dương Diệp ấm áp, hắn ôm Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi, Đế Nữ, Tiểu Giao. Những người này, chính là động lực Dương Diệp hắn phấn đấu. Vì các nàng, đừng nói vinh hoa phú quý, coi như trường sinh bất tử, coi như kiếm đạo hắn cũng có thể buông tha. Đương nhiên, hắn càng minh bạch, kết quả buông kiếm, khả năng là mất đi các nàng. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, đã qua 20 ngày. Bất quá hiện tại thời gian với hắn mà nói, đã không trọng yếu như vậy rồi. Tuổi thọ của hư giả cảnh là 1.300.000 năm, mà bán thần thì không sai biệt lắm 2.000.000 năm, nói cách khác, hiện tại hắn có gần 7.000 năm tuổi thọ. Đừng nhìn 7.000 năm rất nhiều, kỳ thật chỉ là một lần kích hoạt ngân hà kiếm đồ mà thôi. Bất quá hiện tại hắn nhất định là không dám tùy tiện thi triển. Dương Diệp đi ra lòng đất, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, hắn đang muốn khởi hành, nhưng đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đánh úp lại. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả này không phải người khác, đúng là Ngô Lão Ma. Đối phương làm sao tìm được mình? Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh hắn hiểu được rồi, bởi vì hắn xuất lòng đất, cũng không dùng kiếm vực che giấu mình. Nhìn Dương Diệp, thần sắc Ngô Lão Ma dữ tợn nói. Không có nữ nhân kia, hôm nay ta xem ai còn có thể ngăn ta giết ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp bẻ bẻ cổ, tay khẽ động, nắp quan tài xuất hiện ở trên tay hắn. Lão bất tử, hôm nay ta muốn đánh ngươi sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Nói xong, Dương Diệp ôm nắp quan tài nện tới Ngô Lão Ma. Trong mắt Ngô Lão Ma tràn đầy sát ý, cũng không nói nhảm, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền oanh tới Dương Diệp. Cả hai vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian lập tức run lên kịch liệt, sau đó từng người bay ngược ra ngoài. Dương Diệp bay trăm trượng liền ngừng lại, mà Ngô Lão Ma thì ở 70 trượng ngừng lại. Từ mặt ngoài đến xem, lúc này đây không thể nghi ngờ là Dương Diệp rơi xuống hạ phong. Nhưng thần sắc của Ngô Lão Ma lại ngưng trọng lên, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi đạt tới bán thần. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vừa đột phá, ngoài ý muốn không? Bán thần cũng là con sâu cái kiến. Ngô Lão Ma âm thanh hung dữ nói, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại một quyền oanh tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nói nhảm, ôm lấy nắp quan tài mạnh mẽ đập. Hai người lần nữa phân ra, nhưng sau một khắc, hai người lại vọt tới. Rất nhanh, trong tràng vang lên từng tiếng nổ vang. Trong tràng, hai người ngươi tới ta đi, chiến hừng hực khí thế, nhưng ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người ngừng lại. Ngô Lão Ma nhìn Dương Diệp, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp rồi. Âm dương chi lực, mạnh hơn lực lượng thân thể của Dương Diệp rất nhiều, cho dù là Dương Diệp có nắp quan tài ngăn cản, âm dương chi lực y nguyên có thể chấn Dương Diệp tổn thương. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Dương Diệp có một địa phương còn khủng bố hơn nắp quan tài. Năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục của Dương Diệp quá kinh khủng. Ở trong quá trình giao chiến, Dương Diệp rõ ràng bị hắn chấn thương, nhưng rất nhanh, Dương Diệp sẽ giống như không có việc gì. Vô lực. Lúc này đây, hắn là chân chính vô lực rồi. Ở lúc trước, hắn điên cuồng công kích có thể đánh Dương Diệp thành trọng thương, nhưng lúc này, hắn đã không cách nào trọng thương Dương Diệp. Ngoại trừ thực lực bản thân Dương Diệp tăng lên, có hai nguyên nhân, thứ nhất là nắp quan tài kia quá cứng. Thứ hai là bản thân Dương Diệp khôi phục quá nhanh. Ngô Lão Ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lại đánh tiếp, dù hắn có thể giết Dương Diệp, chính hắn khẳng định cũng sẽ bị Dương Diệp kéo tàn. Ở địa phương này bị Dương Diệp kéo tàn, cái kia tương đương với chết. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn ly khai. Hắn cùng với Dương Diệp tầm đó,
cũng không có thâm cừu đại hận gì, nói cho cùng là trước kia Dương Diệp ngăn cản hắn giết Liên Bán Trang, này mới khiến hắn có sát ý với Dương Diệp. Nếu như giết Dương Diệp cái giá nhỏ một chút mà nói, hắn sẽ không chú ý làm như vậy, nhưng hiện tại, hắn biết rõ, muốn giết Dương Diệp, hắn nhất định phải trả giá cực kỳ thảm. Mà làm như vậy, hiển nhiên không đáng, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn đuổi theo cũng vô dụng. Ngô lão ma giết không được hắn, đồng dạng, hắn cũng giết không được đối phương. Thực lực của hắn bây giờ, cùng cường giả âm dương cảnh tầm đó vẫn có chênh lệch, bất quá cái chênh lệch này, hiện tại có thể dùng nắp quan tài đền bù. Có nắp quan tài phòng ngự, đối phương căn bản giết không được hắn. Nhưng hắn cũng giết không được đối phương. Cho dù dùng luân hồi nhất kiếm, cũng không thể đánh chết đối phương, trừ khi đạt tới thần giả, sau đó tăng thêm luân hồi nhất kiếm, hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, như thế có lẽ có thể đánh chết đối phương, dù giết không được đối phương, cũng có thể tạo thành uy hiếp cho đối phương. Nhưng hiện tại còn không được, hiện tại, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, bất quá hắn cũng thấy đủ rồi. Hắn hôm nay mới bán thần, nhưng cường giả âm dương cảnh cũng không làm gì được hắn, cái này đã cực kỳ nghịch thiên. Phải biết, hắn cùng với âm dương cảnh tầm đó, là kém suốt hai cấp A. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Hiện tại hắn đã không có tuổi thọ uy hiếp, hiện tại hắn cần phải làm là ly khai nơi đây. Trở về Thiên Vân Đại Lục, sau đó lên đại thế giới tìm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, bất quá hắn còn không có trắng trợn, mà dùng kiếm vực ẩn giấu mình. Kiếm vực là theo cảnh giới hắn tăng lên, hắn hiện tại đã đạt tới bán thần, uy lực của kiếm vực tự nhiên cũng nhận được tăng lên. Hiện tại, trừ khi có cường giả âm dương cảnh nhằm vào hắn, bằng không thì, coi như là cường giả âm dương cảnh cũng khó phát hiện hắn. Chạy một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đi ra. Nói xong, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cô gái này không phải người khác. Đúng là Liên Bán Trang. Ngươi theo ta. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi là muốn đi tìm cánh cửa kia? Liên Bán Trang hỏi. Làm sao ngươi biết cánh cửa kia? Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc này trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cánh cửa kia là Tiểu Thiên nói cho hắn biết, nhưng hắn không nghĩ tới Liên Bán Trang cũng biết cánh cửa kia. Ở đây không có người nào không biết. Liên Bán Trang nói. Có ý gì? Dương Diệp nói. Chỗ này cũng không lớn, mọi người ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, mặc kệ nơi này có cái gì, cũng khó tránh được con mắt của mọi người. Cánh cửa kia cũng vậy, thế nhưng người biết rõ vì cái gì mọi người biết chỗ đó có cửa, nhưng vẫn ở chỗ này không? Liên Bán Trang hỏi. Chỗ đó có người trấn thủ. Dương Diệp hỏi, Liên Bán Trang lắc đầu. Người nói đúng phân nửa, không phải có người trấn thủ, mà là. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp. Mà có thiên đạo chi nhãn cấp bậc đại thế giới, coi như là cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn giết. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, ở cửa có thiên đạo chi nhãn ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn dế, tê khó trách Tiểu Thiên nói hắn đi sẽ chết, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn giết, hắn đi có thể không chết ư. Nhưng hắn nghi hoặc chính là, lúc trước Tiểu Thiên làm sao đi ra ngoài. Lúc này Liên Bán Trang nói. Tuy thực lực chúng ta không cách nào phá vỡ không gian ở đây, nhưng nếu như chúng ta liên thủ, muốn phá vỡ không gian cũng không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta không làm như vậy, bởi vì chỉ cần ngươi dám phá vỡ không gian, thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện. Mà lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào ngăn cản thiên đạo chi nhãn ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể đánh chết. Dương Diệp nói, ta thật sự rất ngạc nhiên, tại sao các ngươi lại bị vây ở chỗ này? Liên Bán Trang trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tham lam. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Liên Bán Trang lắc đầu. Nếu như ngươi muốn thông qua cánh cửa kia đi ra ngoài, vậy ngươi đừng nghĩ nữa. Ngươi bây giờ không có tuổi thọ uy hiếp, có thể ở chỗ này tu luyện, dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi, tối đa vài năm có thể cường hành đi ra ngoài. Khi đó ngay cả thiên đạo cơ chi nhãn cũng không dám ngăn ngươi. Như Tiêu Giao Tử. Dương Diệp nói. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn, coi như là thiên đạo chi nhãn cũng kiêng kỵ. Mà ngươi, thiên phú của ngươi cũng không yếu hơn hắn, cho ngươi vài năm, ngươi cũng có thể làm được.
Nhưng hiện tại, người ngay cả uy áp của thiên đạo chi nhãn kia cũng không chịu nổi. Ta không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này như vậy. Dương Diệp lắc đầu, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ở chỗ này lãng phí vài năm. Hắn lãng phí không nổi. Ngươi qua không được cánh cửa kia. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp cười cười. Sự do người làm, bất kể như thế nào, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nói xong, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Liên Bán Trang theo hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang. Ngươi làm cái gì? Ta muốn nhìn cái gọi là sự do người làm như thế nào. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó xoay người tiếp tục đi. Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp gì, nhưng hắn vẫn quyết định đến xem. Hắn một mực tin tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rất nhiều chuyện, nhìn như không có biện pháp giải quyết, nhưng khi ngươi thật sự đi đối mặt, ngươi sẽ phát hiện, biện pháp giải quyết vẫn có chút nhiều. Ngươi lĩnh ngộ lực lượng giới vực. Lúc này, Liên Bán Trang đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn giấu giếm. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đời này, ta chỉ thấy qua ba người lĩnh ngộ lực lượng giới vực, ngươi là thứ ba. Không thể không nói, các ngươi đều là kỳ tài ngút trời chính thức. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói ba cái, một cái trong đó là ta, một cái hẳn là Tiêu Giao Tử, còn có một là ai? Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng, nàng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một mùi máu tươi nồng đậm xuất hiện. Sắc mặt của Liên Bán Trang và Dương Diệp đều biến đổi. Sau một khắc, Liên Bán Trang cùng Dương Diệp đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Sau đó mạch máu toàn thân hai người bành trướng, giống như muốn bạo liệt. Không tốt, nơi này là địa bàn của nàng. Liên Bán Trang đột nhiên nghẹn ngào kinh hãi nói. Địa bàn của ai? Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang. Sắc mặt của Liên Bán Trang trắng như tờ giấy. Khóe miệng nàng hiện ra vẻ đắng chát. Còn nhớ trước kia ta đã nói với ngươi một người ư? Ngoại trừ Tiêu Giao Tử, còn có một người là từ bên ngoài đến, người nọ cũng có thể ly khai, nhưng không biết nguyên nhân gì, đối phương không có rời đi, mà một mực lưu lại đây, mà vị trí của đối phương, thì trở thành cấm địa ở chỗ này. Không nghĩ tới, chúng ta chạy tới chỗ của nàng. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Liên Bán Trang hiện ra vẻ tuyệt vọng. Dương Diệp không có để ý Liên Bán Trang, hắn điên cuồng vận chuyển sát ý còn có kiếm ý trong cơ thể đến chống cự lực lượng thần bí, nhưng hắn phát hiện, bất kể là sát ý hay kiếm ý, đều không thể để cho hắn khôi phục bình thường. Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên khổ sở nói. Không cần phí công, vừa rồi ngươi hỏi ta, còn có một người là ai, người nọ là người xuất thủ với chúng ta. Lúc trước nàng vừa đến, liền trực tiếp chu sát người mạnh nhất ở đây, sau đó hút hết máu tươi của đối phương. Lần kia, chúng ta gặp được lực lượng giới vực, huyết vực, nàng nắm giữ một loại lực lượng giới vực tên là huyết vực, mà chính nàng, thì tự xưng mình là huyết nữ. Huyết nữ. Dương Diệp nguyên bản đang chống cự lực lượng thần bí, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Huyết nữ. Dương Diệp trước tiên nghĩ tới điều gì? U Minh Điện. Trước tiên hắn nghĩ tới là U Minh Điện. Cảm giác huyết dịch toàn thân mình phảng phất như muốn nổ tung, Dương Diệp vội vàng hô. U Minh Điện, nhị tỷ, người một nhà a. Nhị tỷ. Bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang nghi hoặc nhìn Dương Diệp nhận thức huyết nữ. Nói xong, yên lặng một cái chớp mắt, bỗng nhiên ngay lúc đó, huyết dịch trong người Dương Diệp và Liên Bán Trang bình tĩnh lại. Phát giác được một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Nguyên bản hắn chỉ cảm giác đối phương có khả năng là nhị tỷ của U Minh Điện, nhưng hắn không xác định. Bất quá hiện tại, hắn xác định. Tới. Lúc này ở phía xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm xâm lãnh. Lạnh quá. Cực kỳ lạnh, giống như hầm băng ẩn giấu vạn năm bị mở ra, để cho người phát lạnh. Nhị tỷ này khẳng định không phải loại lương thiện a. Trong nội tâm Dương Diệp đánh giá, thanh âm này có chút thấm người, bất quá người trong U Minh Điện giống như ai cũng không bình thường, manh nữ còn may, tính tình hơi chút ôn hòa. Đi không? Lúc này Liên Bán Trang hỏi. Có thể trốn sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong, hắn đi đến xa xa. Một bên, Liên Bán Trang thấy thế, cũng lập tức đi theo. Như Dương Diệp nói, bọn hắn căn bản không cách nào trốn. Tuy nàng là cường giả âm dương cảnh,
nhưng trong cường giả âm dương cảnh cũng có mạnh yếu. Hơn nữa có ít người, là không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của bọn hắn. Tựa như Tiêu Dao Tử lúc trước, lúc hắn đến mới thần giả, nhưng người ta ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết. Ngươi nhận thức nàng. Trên đường, Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết nàng, chỉ nhận thức tỉ muội của nàng, mọi người tính toán là người quen. Khó trách. Liên Bán Trang khẽ gật đầu, sau đó nói. Khá tốt ngươi nhận thức, bằng không thì hôm nay chúng ta xong rồi. Nàng rất hung. Dương Diệp hỏi. Há chỉ là hung. Liên Bán Trang lắc đầu. Là cực kỳ hung, cực kỳ bá đạo. Lúc trước nàng vừa tiến đến, yêu thú mạnh nhất tới tìm nàng, người biết rõ nàng nói cái gì không? Nàng bảo đối phương lăn. Dương Diệp. Chấm. Người ta tự nhiên sẽ không lăn. Liên Bán Trang nói. Sau đó nàng hút khô máu của đối phương. Tên kia cũng thật xui xẻo, lúc trước bị Tiêu Dao Tử hành hạ một lần, bất quá Tiêu Dao Tử không có giết hắn. Nhưng hắn vẫn không tránh được kiếp nạn. Dương Diệp lắc đầu, đắc tội ai không tốt, đắc tội U Minh Điện. Thực lực Dương gia hắn không quá rõ ràng, nhưng hắn biết U Minh Điện không có một cái nào đơn giản. Rất nhanh, Dương Diệp và Liên Bán Trang ngừng lại. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng một nữ tử, tóc nàng màu đỏ, không đúng, đây không phải tóc. Dương Diệp nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia căn bản chính là máu, do máu ngưng kết thành tóc. Trừ đó ra, váy trên người nàng cũng là do máu tươi ngưng tụ thành. Dung mạo của nữ tử rất đẹp, không kém bất luận nữ nhân nào hắn bái kiến, nhưng ở trên mặt lại mang theo một cỗ hàn khí như có như không, một bộ sinh ra chớ gần. Nhìn nữ tử, thần sắc của Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Huyết nữ. Ở chỗ này, là một cấm kỵ. Không có bất kỳ người nào dám đặt chân lên địa bàn của nàng, có, đều đã bị chết. Lúc này huyết nữ đột nhiên mở mắt nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy con mắt của huyết nữ, Dương Diệp biến sắc, bởi vì trong hốc mắt của huyết nữ, hai con người dĩ nhiên là huyết châu, chính thức do máu tươi ngưng kết thành huyết châu. Cái này so với lúc hắn thi triển sát ý huyết hóa là hoàn toàn không giống. Ánh mắt huyết nữ rơi vào trên người Dương Diệp. Cho ta một lời giải thích. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó cổ tay hắn khẽ động, bộ ngực phập phồng kịch liệt, rất nhanh, một tảng đá từ trong tay hắn chui ra. Tảng đá này là bổ thiên thạch. Cũng không thấy huyết nữ làm cái gì, bổ thiên thạch từ trong tay Dương Diệp bay đến trong tay nàng. Nhìn tảng đá hồi lâu, huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Đồ vật của tứ nha đầu, nàng vậy mà tặng cho ngươi. Tứ nha đầu nàng đã thành công rồi, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng đã triệt để nắm giữ thể chất của mình, thời điểm ta phân biệt các nàng nói muốn tìm ngươi. Thành công! Nghe được Dương Diệp nói, thân sắc của huyết nữ hơi nhu hòa, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bổ thiên thạch này là bảo vật của tứ nha đầu, nếu như không phải quan hệ tốt với ngươi, hoặc thiếu nợ ngươi nhân tình quá lớn, nàng sẽ không đưa cho ngươi. Ta rất ngạc nhiên, nói chuyện của các nàng cho ta nghe đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi nói sự tình của đám người minh nữ. Khi Dương Diệp nói đến sự tình của đám người minh nữ, thần sắc của huyết nữ dần dần nhu hòa, nhưng khi hắn nói đến sự tình đại thế giới, thần sắc của huyết nữ lập tức băng lạnh xuống. Sau một lúc lâu, trong mắt huyết nữ hiện lên sát ý. Đại thế giới, đợi ta lên đại thế giới, nhất định tàn sát hết những người xuất thủ với tỉ muội chúng ta. Ta muốn cho bọn hắn chết hết, ngay cả luân hồi chi lộ cũng đoạn tuyệt. Dương Diệp nheo mắt, nhị tỷ là một người tính tình nóng nảy a. Huyết nữ vung tay lên, bổ thiên thạch chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Thực lực ngươi quá yếu, về sau đừng chạy loạn khắp nơi, ngay ở chỗ này, không người nào dám tới tìm ngươi làm phiền. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại không được. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi ở một năm trước tới đây, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Nhưng hiện tại không được. Tại sao vậy chứ? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì có người muốn tới giết ta, cho nên ta muốn tiết kiệm khí lực. Huyết nữ nói. Nghe huyết nữ nói, Dương Diệp và Liên Bán Trang sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Có người muốn giết huyết nữ? Ở chỗ này, ai dám giết huyết nữ? Là ai? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ lạnh nhạt nói. Còn có thể là ai? Đại thế giới. Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Bọn hắn dám đến hạ vị diện.
Dương Diệp nói. Không phải xuống sẽ bị thiên đạo áp chế ư. Đến chính là cường giả luân hồi cảnh. Huyết nữ lạnh nhạt nói. Cho nên hắn tới, cũng là cường giả âm dương cảnh, hơn nữa không phải âm dương cảnh bình thường. Cường giả luân hồi cảnh. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp và Liên Bán Trang đều vô cùng ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới, thậm chí có cường giả luân hồi cảnh muốn tới giết huyết nữ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Vì cái gì ngay từ đầu bọn hắn không xuống, sau đó đi tru sát đám người tam tỷ? Nếu như bọn hắn xuống, dùng thực lực bây giờ của đám người tam tỷ, nhất định là không cách nào ngăn cản. Bọn hắn không dám. Huyết nữ nói. Bọn hắn kiêng kỵ ta và đại tỷ, cường giả luân hồi cảnh xuống, bị áp chế thành âm dương cảnh, bọn hắn sẽ chết. Vậy tại sao hiện tại bọn hắn lại dám ra? Dương Diệp hỏi. Ở bên cạnh, nhìn thấy Dương Diệp không ngừng hỏi, Liên Bán Trang có chút kinh hãi, bởi vì Dương Diệp không biết huyết nữ khủng bố, huyết nữ ở chỗ này là nổi danh tính tình hung bạo, nhưng đối với Dương Diệp lại hữu vấn tất đáp. Cái này để cho nàng có chút tò mò. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, yêu ai yêu cả đường đi, huyết nữ xem như đã đồng ý Dương Diệp, cho nên mới đối đãi Dương Diệp như vậy. Trầm mặc một cái chớp mắt, huyết nữ nói. Bởi vì ta phải đột phá luân hồi cảnh rồi. Đây là một thời khắc mấu chốt, cũng chính là thời điểm giết ta tốt nhất. Bọn hắn sẽ không buông tha cho cơ hội này. Cho nên ở thời điểm này, ta không thể phá vỡ không gian đưa ngươi ra ngoài. Không gian dễ phá, nhưng sẽ đưa tới con mắt kia, trước kia ta tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, nếu nó xuất thủ với ta, cái này đối với ta rất bất lợi. Lý giải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này huyết nữ chậm rãi đứng lên. Cũng không cần đợi bao lâu, 10 ngày sau, người có thể đi ra ngoài rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng là chết rồi. 10 ngày sau người muốn xung kích luân hồi cảnh. Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Lúc trước sở dĩ đến chỗ này, là vì thu hoạch huyết hiệu quả, vật ấy có thể chữa trị thương thế của ta, còn có thể tăng lên thực lực. Hôm nay thương thế cùng thực lực của ta đã khôi phục 70%, cũng là thời điểm đi ra ngoài rồi. Nghe được huyết nữ nói, Liên Bán Trang ngây ra như phỗng, huyết nữ vậy mà còn mang theo tổn thương. Nói cách khác, lúc trước nàng tới đây, là thân thể bị trọng thương. Nhưng nàng vẫn giết chết yêu thú mạnh nhất ở đây. Phải biết, yêu thú kia là âm dương cảnh đỉnh phong. Nếu như nàng không bị thương, là trạng thái đỉnh phong, như vậy kinh khủng cỡ nào. Kỳ thật, không chỉ Liên Bán Trang, lúc này Dương Diệp cũng khiếp sợ. Chính hắn cũng thật không ngờ, huyết nữ còn bị thương. Nghĩ vậy, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời, tổn thương gì là mình không thể giải quyết. Hắn vội vàng nói. Ta có thể chữa thương, tổn thương gì cũng có thể trị liệu. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Tổn thương này, không phải tổn thương bình thường, ngoại vật căn bản không cách nào trị liệu. Ta thật sự có thể thử xem. Dương Diệp chân thành nói. Dù sao đến bây giờ, ngoại trừ tuổi thọ không cách nào khôi phục. Còn giống như không có tổn thương gì là hồng mông tử khí không thể giải quyết. Huyết nữ lắc đầu. Đây là luân hồi chi lực gây thương tích vô hình, đơn giản mà nói. Ta muốn thử một lần. Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Để cho ta thử xem, được không? Huyết nữ nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói. Vậy ngươi thử xem. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mạo phạm. Nói xong. Hắn bắt lấy cánh tay huyết nữ, sau đó chậm rãi đưa hồng mông tử khí vào trong cơ thể huyết nữ. Khi cảm nhận được hồng mông tử khí, sắc mặt huyết nữ đột nhiên biến đổi, nàng nắm chặt cánh tay Dương Diệp. Đây là huyền khí gì? Dương Diệp cười cười nói. Huyền khí đặc thù. Huyết nữ nhìn thoáng qua, không có hỏi tiếp, nàng khẽ gật đầu. Ta cần rất nhiều loại huyền khí này, nhiều vô số. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi có thể tạm thời lùi lại xung kích luân hồi cảnh, đợi thương thế tốt lên lại xung kích, bởi như vậy, đến lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Không phải sao? Không được. Huyết nữ lắc đầu. Vì khôi phục thương thế, ta đã áp chế quá lâu. Hiện tại lại áp, mình sẽ sụp đổ. Bất quá có huyền khí của ngươi, trong 10 ngày, thương thế của ta có thể khôi phục đến 90%. Như vậy là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như vậy trong 10 ngày này. Ta sẽ chuyên môn chữa thương cho ngươi. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì,
hắn nhìn về phía huyết nữ. Cái kia, người cùng Tiêu Giao Tử ai lợi hại hơn? Nghe vậy, huyết nữ trầm mặc. Tiêu Giao Tử nắm giữ kiếm vực, kiếm đạo chắc tuyệt, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng huyết nữ cũng không yếu, nàng đồng dạng nắm giữ lực lượng giới vực, hơn nữa thực lực của nàng cũng không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ đều từ bên ngoài đến, sau đó quét ngang tồn tại ở đây, bởi vậy Dương Diệp rất ngạc nhiên, hai người này, đến tột cùng ai lợi hại hơn. Nghe Dương Diệp nói, Liên Bán Trang cũng nhìn về phía huyết nữ, nàng đồng dạng rất ngạc nhiên. Lúc trước thực lực của Tiêu Giao Tử nàng nhìn thấy qua, cường giả âm dương cảnh ở trước mặt hắn cũng vô lực phản kháng, mà thực lực của huyết nữ, nàng cũng bái kiến, cường giả âm dương cảnh bình thường không phải đối thủ. Như vậy vấn đề đến rồi. Hai người này đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít? Huyết nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta nghe nói qua hắn, người này kỳ tài ngút trời, một tay kiếm thuật đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng nói ở chỗ này, dù ở đại thế giới, cũng không có người nào có thể nói thắng hắn. Về phần ta, cho dù thời kỳ đỉnh phong chống lại hắn, cũng không có phần thắng, ngay cả ba thành phần thắng cũng không có. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên, hắn thật sự mạnh như vậy. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Rất mạnh, cho dù là đại tỷ chống lại hắn, chỉ sợ cũng chỉ có phần thắng 5 năm. Đại tỷ, L. Dương Diệp tự nhiên biết rõ U Minh Điện còn có một đại tỷ, hắn rất ngạc nhiên thân phận của đại tỷ này, nhưng hắn không hỏi, có cái có thể hỏi, có thì không thể hỏi. Bất quá, lúc này huyết nữ lại nói. Tuy hắn mạnh, nhưng cũng có người có thể chế trụ hắn. Ngay cả Tiêu Giao Tử cũng có thể chế trụ. Dương Diệp vội hỏi. Là ai? Huyết nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói. Người này, sinh ra cùng lúc với thiên địa, cùng vạn vật sinh trưởng, có được vạn vật chi lực, bất quá lại rất thần bí, chỉ có cực ít người nghe qua truyền thuyết của đối phương, nhưng không có người nhìn thấy qua chân dung đối phương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Về sau có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy đối phương. Thấy huyết nữ không nói rõ ràng, Dương Diệp cười khổ, làm người khác khó chịu vì thèm a. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Thực lực của ngươi không tệ, thiên phú lại càng không yếu, còn có đại khí vận, đại cơ duyên, ngày sau thành tựu, sẽ không yếu hơn Tiêu Giao Tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chết. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Hắn không có ý tứ ganh đua so sánh, chưa từng có qua. Tiêu Giao Tử mạnh, đó là sự tình của Tiêu Giao Tử, Dương Diệp hắn chỉ cần làm tốt mình là được rồi. Bất quá hắn vẫn tương đối kính nể Tiêu Giao Tử. Đây chính là một vị ngưu nhân a, nếu như có thể mà nói, hắn xác thực muốn nhìn thấy đối phương. Trong tràng, bởi vì huyết nữ tổn thương rất nặng, hơn nữa đã qua thật lâu, bởi vậy trị liệu có chút phiền toái, bởi vậy trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày cung cấp hồng mông tử khí cho huyết nữ. Mà sau khi huyết nữ hấp thu hồng mông tử khí, liền dùng để cho mình chữa trị thương thế. Liên Bán Trang cũng không có đi, mà ở lại. Nàng đương nhiên sẽ không đi, phải biết theo Dương Diệp, là vô cùng có khả năng ly khai địa phương quỷ quái này. Dương Diệp không có thực lực kia, nhưng huyết nữ có. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, đây là một lần đặt cược, phải biết sẽ có cường giả luân hồi cảnh tới giết huyết nữ. Nàng ở lại chỗ này, làm không tốt, đến lúc đó cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nàng vẫn muốn đánh bạc, lúc này đây, đáng giá dùng tánh mạng làm tiền đặt cược. Tại vì cung cấp huyền khí cho huyết nữ, Dương Diệp cũng rảnh rỗi, bắt đầu tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Trước tu luyện là ngũ hành phá giáp quyền, chú ý đúng là lợi dụng ngũ hành chi lực, sau đó dùng phương pháp đặc thù thành quyền xuất kích, cái này có thể bỏ qua phòng ngự của đối phương. Ngũ hành phá giáp quyền không có mạnh bằng âm dương chi lực, nhưng nó có một đặc thù, chính là có thể phá phòng thủ, cái này đối với Dương Diệp không có nắm giữ âm dương chi lực mà nói, là cực kỳ hữu dụng. Ví dụ như để cho hắn cùng với đế mãng chiến đấu, quả đấm của hắn có thể tạo thành tổn thương cho đế mãng. Chuẩn xác mà nói, mặc kệ đối thủ của hắn phòng ngự mạnh đến cỡ nào, ở trước mặt ngũ hành phá giáp quyền cũng không có tác dụng. Ngũ hành phá giáp quyền này, đối với cường giả âm dương cảnh cũng có thể tạo thành uy hiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là cường giả âm dương cảnh cho ngươi cận thân. Hơn nữa tạo thành uy hiếp với cường giả âm dương cảnh, còn cần một điểm, chính là người thi triển ngũ hành phá giáp quyền, lực lượng thân thể nhất định phải cực kỳ mạnh mới được. Uy lực của ngũ hành phá giáp quyền
quyết định bởi lực lượng thân thể của người thi triển. Đồng dạng, ngũ hành bất diệt thể có thể ngăn trở âm dương chi lực của cường giả âm dương cảnh hay không, cũng phải xem lực lượng thân thể, mà lực lượng thân thể của Dương Diệp cùng thân thể phòng ngự, nếu như hắn học xong ngũ hành bất diệt thể và ngũ hành phá giáp quyền, như vậy ngũ hành phá giáp quyền và ngũ hành bất diệt thể có thể đền bù chênh lệch giữa hắn cùng với cường giả âm dương cảnh. Khi đó, cho dù không cần nắp quan tài, hắn cũng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Thần giả. Hiện tại thần giả đã không phải đồ ăn của hắn rồi. Hiện tại hắn muốn cân nhắc là làm sao giết chết cường giả âm dương cảnh. Có kiếm vực trợ giúp, còn có huyết nữ chỉ điểm, tốc độ tu luyện của Dương Diệp hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung, không đến 2 ngày, hắn liền triệt để nắm giữ ngũ hành phá giáp quyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.